Trời bên ngoài dịch nhiều quá. Đóng cửa hết rồi. Hát sáng nay có 3 người hủy đơn. Dịch giăng dây hết rồi. Chán ghê á. Có ai còn tồn tại được nữa chứ. Đất nước sắp ở trong tình trạng là ngàn cân treo sợi tóc rồi mấy chị ơi. Chờ chỗ nào cũng bị nặng luôn á. Sáng nay có 4 người hủy đơn á. 4 người hủy đơn là đơn vừa đi lúc tối mà hủy đơn á. Sáng bị giăng dây luôn. Mẹ không hỏi là khách ở khu vực nào. Hủy đơn là lý do bị giăng dây hết rồi mọi người. Chỗ nào cũng bị dịch luôn. Chỗ em là còn sống sót duy nhất mà nó cũng bị luôn á. Nó bị cả chợ luôn rồi mọi người. Mọi người thấy không? Càng ngày. Em đang like chị ơi, cho nên học em không có rep tin nhắn đó. Like xong rồi em rep cho mình nha. Em đang like em không có rep. Số tài khoản để chị ghim đi em ơi, chị chuyển vào số tài khoản này giùm em. Ghim. Muốn chuyển khoản để chuyển vào số tài khoản em sẽ ghim ở dưới cho mấy chị nha. Rồi vô chia sẻ giùm em nè. Hello chị Phương. Rồi vô tương tác giùm em đi mọi người ơi, tương tác giùm em nha. Dạo này á, dịch bị nặng lắm luôn, nó hầu như á, ai cũng khu vực nào cũng có người bị bom hết, cũng có người bị dịch hết á. Ai cũng bị bom hết trời, mấy shop kia nó đăng lên quá trời luôn. Em giờ mà đăng nó sợ kín cái Facebook á. Bây giờ phải buôn bán chứ. Chứ không buôn bán ở nhà không biết làm cái gì luôn đó mọi người. Mới like tèn tèn cho mọi người. Chứ tình hình dịch này nó nghiêm trọng lắm rồi. Rồi. Rồi vô giùm em nha. Ai đang coi, à em còn một cái áo gấu duy nhất. Em còn một cái áo gấu duy nhất đâu rồi ta. Vô tương tác chia sẻ hộ em cái đi mọi người. Vô tương tác chia sẻ hộ em cái nha. Em có set thể thao kìa. Đúng không? Có cái set thể thao này đẹp này mọi người ơi. Nè có cái áo gấu duy nhất set à. Này để chị một cái đi. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Áo gấu. Cái này là áo gấu hàng xịn. Hàng loại 1 luôn, 185.000. Có cái duy nhất là mấy chị. Giờ mọi người dịch thì mọi người ấy, ráng ở nhà đừng đi đâu nha mọi người. Chứ trời ơi, chứ bị Covid đi cách ly khổ lắm. Ăn thì ở nhà thôi đừng đi đâu ấy. Ở nhà coi em live stream được rồi, đừng có đi đâu. Cho nó bị Covid dính cái đi cách ly là buồn lắm luôn á. Thiệt. Em không có biết đi cách ly như thế nào. Nhưng mà em thấy nhiều người kể đi cách ly khổ lắm. Còn phải mất bóc tiền túi ra nữa. Chứ không phải là cách ly nhà nước nuôi đâu mọi người. Nên là ăn ở nhà đừng đi đâu hết nha mọi người nha. Ở nhà coi live stream em Dung nè. Rồi áo gấu em còn có cái 185.000. Cái này hàng loại 1 giùm em nha. Chuẩn cao cấp loại 1 luôn. Ai lấy ghi giùm em là áo gấu giùm em. Có cái duy nhất à. Ai lấy thì ghi giùm em. Cất cái đó cho em. Chị lấy cái này chị mặc luôn. Set chị bẩn có 2 màu. Hôm mà mua chị set đen xuất sắc luôn. Set Dung mặc có 2 màu. Màu đen với màu hồng. Dung xem mọi người có 140 thôi. Set này là hàng cao cấp nhưng về hàng rẻ đâu mấy chị. Màu hồng với màu xanh. Màu hồng với lại là màu xanh giùm em. Sale cho mọi người trên live có 140.000, 199 mà sale còn. Vô thương em, ghiền em thì mọi người ráng chia sẻ giùm em vào hội nhóm nha. Nha mọi người. Đây, cái này ghi giùm em cho em 1 đến 2 nút vào hội nhóm là tự view nó tăng. Mọi người đừng chia sẻ quá nhiều, 1 đến 2 hội nhóm là được à. Ha, không cần lên trang cá nhân đâu. Set Dung mặc là hàng Quảng Châu cao cấp. Em xem mọi người trên live còn có 140.000, hàng chuẩn xịn luôn nha. Rồi má ơi mọi người nhìn cái form đồ này, đẹp không? Siêu đẹp luôn á. Xinh xuất sắc luôn. Cưng lắm, cái set này là siêu yêu luôn á mọi người, có 140.000 thôi. Mọi người mua được hàng xịn luôn. Thấy cái vải quần không? Thấy cái vải quần không? Đó là hàng xịn á. Set lụa lai trước còn không? Set lụa lai trước còn. Đó, ai lấy cái set này thì ghi giùm em. Set lụa lai trước còn. Chỉ muốn coi màu gì. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu xinh lắm. Set này cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Mặc quần này mọi người có thể về phối với áo khác cũng đẹp. Áo này về phối với quần khác cũng được. Đẹp lắm. Cực kỳ dễ thương luôn. Có 140.000 thôi mà vải rất là xịn nha. Không phải vải hàng rẻ đâu. Đưa chị lại cái set lụa đêm thôi. Set lụa là mọi người hỏi set ngủ hay là hỏi cái set 200.000. Mọi người hỏi loại nào, chúng có 2-3 loại lụa lận. Không biết là mọi người hỏi đang hỏi lụa nào luôn á. Bà Nguyễn Trinh hỏi lụa nào vậy? Đây, ai lấy thì ghi giùm em nha.
Xét hồng cho bà Trinh Mickey. Ừ, bữa nay chị đổi chỗ like lên lên đây like luôn. Mai mốt đổi chỗ lên lầu 2 luôn. Ngày em like một khúc mọi người, ngày em like một view. Mai mốt là mọi người sẽ chiêm ngưỡng là view này với view khác, 2-3 view cho mọi người không nhìn thấy em, mọi người không chán. Nha, ok không? Rồi ai lấy ghi dùm em nha, nhà em nhiều chỗ live stream lắm. Góc nào live stream cũng ok hết. Em đã live stream trong toilet một lần rồi đó mọi người. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Màu hồng với màu xanh, cái này hàng xịt lắm. Ai lấy ghi dùm em. Ủa bà Trinh là hỏi set lùa nào, set ngủ hả? Set ngủ đâu rồi ta? Set ngủ á. Bà Trinh đòi set ngủ đúng không? Set ngủ thì ok, dùng chị để chị dơ lên lại. Set ngủ này thì dùng xả bom rồi, có mấy cái à. Đây, set ngủ lụa cao cấp á, 180.000 mà sale còn 120. Ngủ lụa em. Nè, ngủ lụa cao cấp. Cái này sale còn 120 nha. Chốt cho bà Ngọc Giàu rồi, set 200 hả? Cái set áo lụa hả? Còn đây Dung vô set ngủ lụa trước đi đã. Em vô bóc cái màu cái kia ra trước đi. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Cái này ghi cho em, cái này em sale có 120 à. Sale rẻ luôn nha mấy chị. Còn nó mấy set bị bom về thôi. Hàng này là em bán 180 á, mà em hết rồi. Rồi màu đen dùm em, ghi cho em là set 120 kèm màu dùm em nha. Mã 120 kèm màu dùm em. Cái này là màu đen. Mà set này đẹp ha, này mọi người nhìn cái chân quần nó may này, xịn không? Rồi cái này ghi cho em là màu đen dùm em. Màu đen. Cưng quá. Màu đen. Rồi màu xanh củ vịt. Set ngủ lai trước mà có bán nhưng mà em hết cái màu táo rồi. Em còn màu xanh màu hồng. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. À đẹp quá. Cái này ghi cho em là mã 120 kèm màu và màu đỏ dùm em. Nè em mặc cho mọi người coi màu đỏ. Cái này là set ngủ lụa dạng đi ra ma mọi người, mà cái hàng này xịt lắm, mà share cho mọi người luôn. Ai lấy ghi dùm em nha. Đây, xin nhau. Xịt lắm. Cho em xem đi chị, đợi xíu đi em ơi, giờ người coi cái đợi từ từ nha, chứ lên một lần không lên được đâu. Ba đầu sáu tay không lên kịp luôn đó mấy má. Lên từ từ nha. Rồi ai lấy ghi dùm em nha, qua xong cái mẫu mấy mẫu này rồi Dung cho coi từ từ. Lên set 200 cho bà Trinh nữa nè. Rồi cái set lụa 200.000. À đẹp cũng xỉu luôn. Này là màu vàng. Lụa vàng 199.000. Lụa màu vàng 199. Cái này là lụa hàng loại 1 nha, lụa gấm á. Rồi cái này là màu trắng. Màu trắng. Màu trắng giùm em. Rồi cái này là hoa hồng, mỗi màu còn có set duy nhất là hoa hồng. Tương tác chia sẻ chấm bài dùm em đi mọi người. Đừng có để nó đơ xong mình nó bị ao ra đó. Nãy em ra tới 3 lần rồi đó. Lên lại tới 3 lần rồi đó. Hoa hồng. Dior màu đen. Dior màu đen. Dior màu đen dùm em. Rồi cái này là hoa nâu. Cái này nãy đầu like ai cũng lấy mấy màu hết mất tiêu rồi. Rồi cái này ghi cho em là màu nâu dùm em. Chấm bài hộ em cái nha. Rồi cái này là màu nâu. Má màu này đẹp quá. Tây ghê luôn á. Màu nâu. Cái này là màu cam. Ê nãy bà ấy có hỏi màu cam nè. Bà giàu ơi, bà giàu hỏi màu cam nè. Còn set duy nhất. Còn set màu cam duy nhất hết luôn. Mỗi này mỗi màu còn có set à. Bà giàu có lấy màu cam không nè. Ai đẹp quá. Rồi ghi cho em là màu vàng là hết luôn. Hết nha mọi người nha. Đó. Hết sạch, 199.000. Chấm bài dùng Dung cái đi cả nhà, xong ai chấm cho Dung cái hết vậy? Năn nỉ chấm bài mà không chấm luôn. Này là màu vàng. Chấm hộ bài đi, gọi nó trôi bài nè. 199.000 ghi cho em là vàng. Đó. Ai lấy thì ghi dùm em, trời ơi, mở ra mở vô nãy giờ 4 lần luôn rồi đó mọi người. Ai cũng yêu cầu coi xong rồi im luôn, mở ra mở vô nó cực ghê luôn á. Cái này hàng xịt. Mở ra mở vô nãy giờ 4 lần rồi đó. Cả lần đầu tiên nữa là 5 lần. 5 lần mở ra mở vô cái set này luôn rồi đó. Mọi người giờ ai muốn coi là qua lại cái like kia coi dùm em nhá. Mở ra mở vô cực ạ. Tới 4 lần luôn rồi đó mọi người. Lần đầu tiên nữa là 5 lần rồi đó.
Rồi ai lấy được ghi giùm em màu. Ủa sao không thấy ai comment nữa nè. Không thấy ai chấm luôn đó mọi người. Chấm giùm em cái con biết nó đang coi không. Không thấy ai đang coi luôn á. Không có đổi chị ơi, em không có đổi. Cái này em không có đổi cho bất kỳ ai hết á. Khách quen cũng như gì hết, em không có đổi nha. Hoa hồng video màu cam cho Nguyễn Trinh. Em không đổi chị ơi, đổi nó loạn lắm luôn á. Bây giờ hàng của chị đã đưa xuống lầu rồi. Bây giờ đuổi đổi phải xuống dưới lầu kiếm mỏi mắt cái đống hàng đó rồi đưa lên đổi, không có đổi được nha. Màu cam là cái màu đầu á. Hoa hồng với cái màu cam này nè. Là bà Trinh Nguyễn là lấy 3 set hả? Là set hoa hồng, set Dior và set màu cam đúng không? 3 set hay là 2 set? Dior chỉ có đọc mà đúng không? Nè, là lấy 3 set luôn hay sao bà Trinh ơi? Lần sau phẩy phẩy giùm tôi cái. Thôi tôi lộn á. Nè, là lấy thêm 3 set này đúng không? Đưa chị 3 set đi. Là lấy 3 set đúng không? Hay là lấy cái này là màu cam nè, đúng không? Đúng thì ok này, rồi cái set Dior và một set hoa hồng đúng không? Là lấy 3 set hay sao bà ơi? Hàng nhà Dung Lai á, là live trên lầu 2 mà đưa xuống cho mọi người là đưa xuống lầu 1. Mà giờ mà live cho mọi người như vậy là chạy xuống đưa lên nó cực lắm. Nó không phải là nằm trước mặt luôn đâu. Chốt hàng là chốt ở lầu dưới mọi người. Set ngủ 2 giây còn mấy màu đổi em xíu nha. Đúng không bà Trinh nhớ? Quỳnh Lý Trần lên cho Dung cái địa chỉ. Like đầu tiên Dung cũng xin rồi cũng không cho. Like sau này Dung cũng xin luôn. Đúng không bà Trinh? Đúng thì ok mà không đúng thì chốt lại nha. Chứ thấy không ghi hết lấy vụ. Xét ngủ 2 giây còn rồi mấy chị. Đúng cái màu nào thì comment để phẩy Dung cái. Tại vì không phải sợ ghi Dung đọc liền á. Nè, xét ngủ 2 giây con bò, Dung còn màu màu trắng, màu xanh min. Màu xanh min, ừ, tổng cộng 3 set đó, đúng rồi đó. Lần sau bà phải dùng tôi cái bà, tôi đọc một lèo luôn á. Rồi, cái này ghi cho em là màu kem với lại màu hồng. Ngủ 2 giây á mấy chị. Cái này là Kitty hồng nè. Cái này là màu kem con gấu. Rồi, cái này là màu con bò. Con bò màu xanh. Với lại là cái này ghi cho em là mã 2 giây nha. Kèm màu giùm em. Cái này xinh lắm. Này đầu like bán gần hết rồi mọi người ơi. Còn nó mấy set đây à. Cái này đẹp lắm luôn đó mấy bà. Thiệt á. Quá xịn sò luôn. Đẹp nhất là những cái set mà hả? Set này là những cái hàng Quảng Châu á mấy chị. Đã bán cho mấy chị á. Này cái này là con bò. Cái này đẹp lắm luôn đó chị Đình Vũ. Cực kỳ đẹp luôn. Có tăng đơ nha. Hàng có tăng đơ xịn nha mọi người. Đây. Hàng có tăng đơ xịn nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Cái này là con bò. Cái này là màu xanh. Màu hồng với lại là màu nu giùm em. Hồng với lại là nu. Ba màu giùm em. Ai lấy ghi giùm em là set con bò 2 giây. Màu xanh. Màu xanh là màu gì ta? Không phải. Cái set lúc nãy lụa kìa. Cái lụa lúc nãy có đọc màu xanh hả? Set lụa màu xanh là set nào vậy chị? Chị Quỳnh Lý Trần lấy set lụa màu xanh là set nào? Không biết luôn, nãy giờ em đâu có đọc nào set lụa màu xanh đâu. Set quần màu xanh hả? Chắc mai mốt em phải đọc cho mỗi cái một cái mã quá. Có cái mã chốt là không có lộn được. Đọc như thế này mấy chị comment lộn toàn lạng xả hết. Tới khi tới toàn là sai hàng không à. Lấy 4 bộ 4 màu này cho chị Đình Vũ này. Sợ mấy chị là sai tới sai màu mất công lắm. Xếp ngủ này em sale bao nhiêu ta? 150 hả? 150 chị yêu. Có tay 2 dây màu hồng như chị Lê Hải. Lụa bột. Hả? Ê, có một cái màu đen này mấy chị. Chị Vũ có lấy màu đen không? Thế, nãy chị bước xuống với em đó.
nè, nhưng còn một cái màu đen nữa là hết luôn. Mà cái mấy bồ ngủ này bồ ngủ của hàng Hot Girl á, chứ không phải là bồ ngủ hàng rẻ rẻ em hay bán đâu mọi người ơi. Tiền nào của đó nha cả nhà yêu nha. 150 mấy chị, cái này làm sale rồi. 195 lận á mà sale còn 150. Hết rồi mấy chị, còn bộ màu đen này. Xét dung mặt sale có. À Quỳnh Lý Trần là xét dung đang mặc. Màu xanh là xét dung đang mặc á. Ok chị Quỳnh Lý Trần. Chị Đình Vũ lấy thêm màu đen này, bỏ vô màu chị. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Em còn 4 bộ nữa là hết sạch luôn. Cái bộ ngủ này là hàng có tăng đơ hàng xịn á. Mấy cái hàng rẻ đâu mấy bà nha. Trời ơi mấy chị mà phân biệt với hàng rẻ chắc dung đi xỉu luôn á. Không sống nổi luôn á. Bộ dung mặt có 140 thôi. Bộ dung mặt có 2 màu. Màu xanh với màu hồng. Hết rồi mấy chị, còn nó mấy bộ à? 140.000, cái này hàng 199.000 á. Hàng 200 á. Xinh không? Mà xem mấy bà còn 140. Ai lấy bộ dung mặt thì ghi dùm em là hồng với lại là xanh 140 nhá. Hồng với xanh 140 dùm em. Ai lấy hồng với xanh thì ghi dùm em là hồng với xanh 140. Em còn cái set này này mấy chị nãy hỏi đầu lai dung mặt á, là còn một bộ màu vàng. Cái bộ đầu lai dung mặt đó mọi người nhớ không, là còn một bộ vàng. Cái này thì nó có kèm đưa chị cái băng đô đi. Cái này thì nó có kèm băng đô, cái này hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Đây, có kèm cái cột tóc cho mấy chị này, cái bím tóc á. Đó. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, màu vàng. Sọc caro vàng, sọc caro xanh. Ngày xinh lắm. Vàng xanh dùm em. Cái này là màu xanh, cái này xinh lắm luôn đó mọi người. Cái này là màu xanh dùng dung. Màu xanh. Với lại là một bộ duy nhất màu xám nữa là hết. Đó, ai lấy thì ghi dùm em là màu. Màu dùm em nha. À em có cái áo gấu đẹp lắm. Cái áo gấu này là hàng loại 1 luôn. Đó, cái áo gấu đó đó. Giờ mấy chị, ai lấy bộ nào thì mọi người cần cho coi lại bộ nào thì mọi người cứ comment nha. Áo con chó giả quang đó mọi người. À, đẹp. Nó là hàng siêu cấp luôn mấy chị. Thấy không? Ừ. Áo gấu cao cấp giùm em. À, áo con chó chứ. Trời ơi nó đẹp. À, cái này mặc cặp với bồ. Bộ mặc xanh của bé Ti Trần. Cái này mặc cặp với bồ đúng bài. Đằng trước con chó, đằng sau là cái đít của con chó mọi người ơi. Đằng sau là cái đít của con chó. Cái hình 3D ấy, mọi người. Cái này chắc phải 4D ấy, nè. Đằng trước là con chó, đằng sau là cái hình đít của con chó. Cưng ha. Cái này là màu đen. Cái này mặc cặp với bồ là đúng bài nhất luôn á. Trời ơi, cái này là hàng siêu cấp mọi người thấy hàng không? Nhưng không bán đồ rẻ. Cái này là không bán đồ rẻ, nhưng mà like trên này là tất cả đều đồ mắc hết đó mọi người. Đồ mà bầu bộ 300.000 người ta đang bán ở ngoài thấy không? Xịn sò không? Cái này là màu trắng, há ơi đẹp. Có logo của nó luôn đó mọi người. Màu trắng với màu hồng. Xịt lắm luôn đó mọi người. Chó. Ghi cho em là áo chó dùm em. Cái này là phi size nha mọi người nhá. Phi size dùm em. Với màu xanh cô ban. Má ơi cái áo nó xịt ghê á. Áo này Dung để cho mọi người trên like nha mọi người là 140.000. Bộ lụa còn 140.000 một áo. Quá bèo luôn á. Giờ hot girl người ta bán với chị 200 mấy cái áo mà đúng hàng loại 1. Mọi người được quyền kiểm tra hàng trước lúc nhận nha mọi người nhá. Yên tâm Dung không bán hàng rẻ. Được kiểm tra hàng trước lúc nhận. Rồi cái này ghi cho em là áo chó. Màu xanh cô ban này. Nhìn cái hàng giùm em này. Màu xanh cô ban, màu hồng, màu trắng với lại là màu đen. Cái này mấy chị mua về mặc cặp với bồ á. Nguyên cả nguyên cả bộ á như thế này. À, nguyên cả cặp như thế này mặc sẽ rất là cưng luôn. Cái này là màu màu đen. Ai lấy cái giùm em. Giang Thị Nguyễn là áo chó hồng. 140.000 một áo. Không tới. Xét dịp ly còn nha chị Trinh ơi. Thảo Vi sao nằm vô danh sách bom hàng ngồi chơi này. Đợt trước mua hàng cũng kêu đi cọc rồi cũng chả thấy cọc đâu. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Bộ lụa được không? Rồi ai lấy cái giùm em áo chó 4 màu nha mọi người nha. Ai lấy cái giùm em. Cọc đi nàng ơi. Đen trắng hồng xanh coban. À, cái này mà mặc cặp với bồ ha, đi đôi giày thể thao má ơi. Đi ngoài đường hoặc là đi chơi hoặc là nào mà được mà đi xem phim á mọi người. Trời ơi, mặc chắc ai cũng nhìn luôn á. Thiệt sự. Mặc chắc ai cũng nhìn luôn á, em nói thật. Đẹp lắm, nhìn nó cưng.
đó, hoặc là một cặp trắng hoặc là một cặp đen, hoặc là một cặp áo đổi màu cho nhau cũng được, đẹp lắm. Mua hai cặp có bao nhiêu tiền đâu, có hai cặp có bao nhiêu tiền đó mọi người, về mặc với chồng cho nó đẹp. Bồn lụa hả? Bồn lụa nào ta? Bồn lụa 200 hay là bồn lụa 2 dây? Xét dập ly em còn má ơi, giờ xét dập ly mà đưa màu ra chắc xỉu luôn đó mọi người. Xét dập ly mà đưa màu ra nữa là xỉu. Xét dập ly em còn đó, chị lấy màu gì? Hay đưa chị cái cục đó đi, chị vô màu cho. Nè, xét dập ly em còn chừng này nữa là hết. Màu vàng, màu cam, màu xanh bơ. Chó hồng cho Suri Thảo. Suri Thảo nhớ ngang em máy nhận hàng nha, có đơn hàng cảnh báo kìa. Màu xanh, chị Trinh lấy màu gì? Màu hồng đậm. Màu hồng đậm, màu xanh coban, màu cam, màu xanh bơ với màu vàng á chị. Chị lấy màu nào? Xét dập ly chị lấy màu nào? Em còn chừng này nữa là em hết luôn. Gần như là mỗi màu một set luôn á. Set 200 á hả? Nhà mình không còn mắc móc hả? Rồi ai lấy thì ghi dùm em là màu nha mọi người nha. Màu, bộ màu đó em đừng có bỏ vô bọc, em cứ xếp để một đống nữa đó. Tại vì cứ like đi like lại khách coi á. Nguyễn Vân bom hàng em ơi. Set đang mặc của Hoàng Phượng. Cọc tài khoản MB hay là Techcombank gì cũng được. Cọc xong thì chụp bill gửi trong tin nhắn cho chị nha. Nguyễn Vân bom hàng. Mấy bà bom hàng trong mùa dịch này chúng không có bán đâu mấy chị ơi. Set dùng mặc là 140.000 có màu. Màu xanh với lại là màu hồng. Xanh với hồng dùm em, set dùng mặc 140. Set dùm em vừa cho chị coi màu đó nè. Màu màu vàng, màu cam, màu xanh chuối, màu cam với màu xanh coban. Chị lấy màu nào? Chị lấy màu màu giờ em không biết khuyên chị màu nào luôn. Em là em ghiền luôn. Em ghiền nhất là màu màu xanh như này nè, màu xanh bơ, màu cam với màu vàng, cái màu hồng đậm. Xanh coban cũng vậy, toàn là màu đẹp không à, tại set dập ly là hàng chuẩn màu á chị. Set áo chó là 140.000 em ơi, đi cọc liền dùm chị nha. Nè chốt cho em đi cọc liền dùm chị đi, không chị xả hàng ra này nha. Đó, cọc xong để chị gỡ ra bom hàng cho. Em ở Bưng Kè. Ok, Suri Thảo Bưng Kè. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá, Nguyễn Vân bom hàng. Ai lấy nữa ghi dùm em. Bà Thảo Vi cọc liền hay không dung hủy đơn á, tại vì hôm bữa cũng nhắc mấy lần luôn rồi. Đẹp lắm, cái set dùng mặc có 140 dung, còn 2 xanh với 1 hồng nữa là hết. Không, Thảo Vi Bưng Kè. À Thảo Vi, à, đúng rồi, Thảo Vi cọc. Bà Suri Thảo mới ở Bưng Kè. Đây ai lấy ghi dùm em nha, màu. Xét dập ly em vô một bộ thôi mấy chị coi màu nha. Tại vì mở ra mở vô nó lâu quá mọi người, đem qua mẫu cho khách coi. Áo hồng 140 em ơi. Ai? Suri Thảo. Ở đâu? Sao mà ở Bưng Kè rồi á chị? Về Bưng Kè rồi. Nè xét dập ly á, này em có mặc cho mấy chị đầu like á. Đó, hàng xịn luôn nha, tay áo này. Xịn ơi là xịn. Đó, cái form quần này mấy chị. Hàng này là hàng form 2 lớp luôn nha mọi người nhá. Thấy không? Hàng xịn luôn. Xét dập ly nãy có 130 thôi mấy chị ơi. Má ơi nó rẻ. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Màu. Nè, em vô form cho mấy chị coi. Em vô màu này. Màu xanh bơ, màu hồng, màu xanh coban, màu vàng. Đó, 130.000 thôi đó. Cái này là em sale rồi. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Màu. Bầu dùng dung nha cả nhà yêu ơi. Ơi 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 ơi. Má đẹp ha mọi người ha. Cái set dập ly á, nó mặc lên cái form nó đã lắm. Nó thoải mái mà nó rộng rãi. Dạng như là dạng baby doll đó mọi người. Má cái tay dài cũng không gài được nữa. Rồi ai lấy nữa ghi dùm em nha. Cái set đây chị, cái set này chị đi mặc set lụa. Em đi mặc set lụa cho mấy chị coi nha. Đi mặc set lụa cho mấy chị coi. Comment giúp em kèm màu nha mọi người. Lụa 140 má. Không em ơi, ở Bưng Kè khỏi em. Ở Bưng Kè không bom được nổi chị đâu, yên tâm. Ai mở Bưng Kè không bom được nổi chị đâu. Nên là không cần phải cọc đâu em.
Xếp lụa cao cấp nha mọi người. Lụa cao cấp. Màu dùng dung. Đúng rồi, chập ly 130 nàng ơi. Xin nhau má ơi. Ngàn lần lên cái bộ lụa. Lụa cao cấp 199.000. Lụa cao cấp xinh ha. Rồi màu giúp dung. Cái này là màu trắng. Đúng rồi chị. Có 130.000. Cái đó em sale á, 195 mà em sale còn 130. Rồi cái này ghi cho em là set lụa nha mọi người nhá, 199.000. Màu này ghi cho em là màu trắng. Màu hoa nâu. Hoa nâu. Hoa nâu nha mọi người. Cái này là hoa nâu dùm em, hoa nâu. Rồi cái này ghi cho em là hoa cam đi. Hoa cam. Cam dùm em nha mọi người, cam dùm em. Ai lấy cam thì ghi dùm em là cam. Rồi cái này là hoa vàng. Nó đẹp quá. Hoa vàng. Nu em hết rồi. Em còn mấy màu em dơ đó nữa là hết luôn đó. Cái này là hoa vàng dùm em. Rồi cái này ghi cho em là hoa màu hồng. Hoa hồng. Rồi hết nha mọi người nhé. Ai lấy thì ghi dùm em. Quần cũng dạng là quần lụa luôn. Phong quần như em đang mặc luôn. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, màu. Đó là giờ này khách không có luôn. Xếp đi em. Xếp để ra riêng. Hoa vàng cho Khuyên Hà. Rồi hết hoa vàng luôn. Có 200.000 nè. Ai lấy nữa ghi dùm em là màu nha mọi người ơi. Cái này là màu hồng. Màu có bộ duy nhất luôn. Đẹp ha. Có 200.000 nè mọi người ơi. Màu em mặc là Dior màu trắng. Cái này là vải lụa mọi người, không phải vải hàng giá rẻ đâu nha. Vải lụa không phải hàng giá rẻ. Áo chó em còn 3 cái nè mấy chị, ai lấy không? Áo chó em còn 3 cái, ai lấy áo chó mọi người, chúa chúa. Màu này ghi cho em là màu xanh coban. Cái này ghi cho em là màu trắng. Màu trắng. Tối like đi nàng ơi, mai em off, mai không có like mấy chị. Mai em bận công việc rồi. Hoa nâu cho Quỳnh Lý Trần. Mai bận công việc, mai em không có làm mấy chị ơi. Tối like thêm like nữa rồi, mai nhân viên chốt đơn là đi luôn á. Mai em off, em không có like mấy chị. Tối em like thêm một like nữa. Tối like thêm nhiều mẫu mới cho mấy chị nữa. Rồi cái này ghi cho em là chó màu đen. Em khuyên mọi người nên lấy để mà mặc cặp với chồng. Quá đỉnh luôn đó mọi người, đỉnh nhau. Bơ với vàng cho Nguyễn Trinh dập ly. Cho chị Nguyễn Trinh. Màu bơ với màu vàng. Áo chó kèm màu dùm em nha. Này đẹp. Rồi lên set thể thao cho mấy chị. Set thể thao kiểu gì vậy em ơi, đưa chị coi đi. À, set dập ly em mặc màu này đẹp mà mấy chị không lấy. Màu này là siêu cưng luôn á. Dập ly là màu siêu cưng luôn á. Ai lấy, alo. Cái gì mà quên mất tiêu rồi. Lụa chứ lộn. Bộ này là siêu đẹp luôn mọi người. Ai lấy lụa thì ghi dùng dung là lụa nghe. Xinh ha. Dễ thương quá. Mẫu đang mặc 199.000 nha cả nhà mình ơi. Mẫu đang mặc là 199.000. Ai set này mà đi cùng với cái giỏ này nữa là đỉnh luôn. Trời nó sang. Sang không mọi người? Cái này mọi người mặc đi tiệc cũng được nữa. Thiệt sự luôn á. Dễ thương không? Mà tự dưng cái cài hết dễ thương. Tự dưng bộ đồ nó sang chảnh kinh khủng luôn. Mang lên cái cài nó hết sang luôn. Sang mọi người. Vậy đẹp ha. Cái này là lụa luôn mọi người. Lụa. Xịn lắm. Quần này cũng dạng quần lụa luôn. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nhá. Màu. Xinh quá à. Không muốn rời cái set này tại vì mặc cái áo nó sướng quá. Mặc cái áo nó sướng quá, không muốn rời luôn á. Rồi ai lấy thì ghi dùm em là màu. Đưa chị lại bộ lụa cho khách coi. Nó sang quá mọi người. Rồi màu xanh. À lộn, màu trắng. Nó đẹp quá, thiệt á.
nhận hàng được kiểm tra hàng, kiểm tra cho kỹ coi thử lời chúng nó có đúng không, có phải hàng xịn không nha. Má cầm bộ đồ lên là muốn xỉu ngang té ngửa luôn á. Nè rồi cái này là màu vàng giùm em, màu vàng màu cam chứ lộ, màu cam sẽ là mặc 199 nha bà bé Thi Trần. Màu hồng còn có set duy nhất, nãy dành nhau màu hồng này, còn có set duy nhất màu hồng, nó đỉnh của chớp luôn á, tiền nào của đó, sướng xứng tầm luôn á mọi người. Rồi màu này là màu nâu rồi, hết rồi nha, hết rồi đó. Ôi sáng là 50 mấy 60 bộ luôn á mà hết rồi. Giờ này 350 mà em sale cho mọi người, không có một trắng à, hết có một trắng không? Để áo ra ngoài chị xem đẹp lắm luôn đó chị Vũ. Má ơi nó cưng. Giờ này em share cho mọi người trên like còn 250.000 nhá. Cái này là hàng hàng VIP luôn đó mọi người. Mà hàng này em săn hàng mất hộp của Quảng Châu. Ủa sáng thì nhớ là có màu trắng mà. Ở trong là lót lụa. Em nhớ có màu trắng á. Bậy rồi, mấy đứa bậy rồi. Má ơi chị Vũ mà không lấy cái này, chị Đình Vũ không lấy cái này là hối hận á. Không chỉ lấy một set thôi, chỉ cần lấy một set thôi, hôm sau về chị mê em liền. Thấy nãy đầu like không, bà nào cũng quất 5 set, 10 set đúng không? Em muốn nói điêu luôn á. Ai cũng lấy đủ màu. Mọi người biết là cái set này người ta bán 300 mấy 400 nghìn một set. Mà riêng nhà Dung, em Dung bán có 199.000 à. Nâu cam trắng Dior với cho chị Đình Vũ. Trời ơi em nói thật luôn, chưa bao giờ em bán cái set này nào mà rẻ được như cái set này luôn á. Giờ là 250, hàng có hộp nhưng mà hàng này em săn hàng mất hộp nha. Nên là nó chỉ có bọc cho mấy chị thôi. Vàng xịt nha mọi người, nè 250, ghi cho em là rõ. Ok nha Thảo ơi, cọc rồi thì em cứ chọn thoải mái nha Thảo. Chị gửi cho em bom hàng ra luôn. Đó, em dễ lắm, cần mọi người đi cọc cái là em gỡ mọi người ra liền luôn. Má sẽ đẹp quá mọi người ơi. Thiệt này là màu trắng. Cái này mọi người đeo dọ màu nào cũng đẹp hết đó. Màu trắng hay màu cam cũng đẹp à, màu trắng hay màu đen cũng đẹp ha. Sang ha. Dễ thương lắm. Ai lấy thì ghi dùm em là màu. Em dơ lại màu một lần nữa cho chị em mình coi nha. Màu này ghi cho em là màu nâu. Á ơi màu nâu này mấy chị. Trời ơi những cái lụa dùm tôi này. Màu nâu. Trời đưa chị màu đi em. Đâu rồi ta. Màu hồng. Ok em nhá. Rồi màu hồng. Em cọc vào số tài khoản nào á, MB hay là Techcombank. Này là màu hồng. Túi 350 sale còn 250 nhá. Túi đó hôm bữa em bán 350 mà giờ còn có mấy cái sale 250 luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng dùm em. Màu hồng. Cái này là màu trắng dùm em nhá. Má ơi. Má cái vải dơ ngàn lần. Em không muốn đi thay luôn đó. Mọi người biết rồi đó. Không muốn đi thay luôn. Cái này là màu trắng giùm em. Màu trắng. Comment giúp em là màu trắng. MB ok em nhá. MB là tại vì chị không thấy tiền vô. Chắc MB là chồng chị cầm. Ok em nhá. Rồi ai lấy cái giùm em má ơi. Cái màu cam này còn có set duy nhất. Cưng quá hả. Hết rồi đúng không? Còn mấy set nữa. Hết rồi đó. Má ơi sáng giờ là được cái bộ này bán sướng nhất luôn đó. Sướng nhất là bộ này từ sáng tới giờ bán phê nhất. Và 10 lần về 10 lần đều bán phê hết đó mọi người. Lần nào về cũng hết sạch, lần nào về cũng hết sạch hết đó. Không có lần nào về mà nó còn luôn á. Hầu như là like mà đây là em nói nha, đây là chưa có cái bà VIP của em kia bà vào vô nữa. Bà quất đủ màu là không còn chứ mấy chị mua luôn. Tại vì giờ bà đi làm, trời ơi ghiền nhất là mấy cái bộ này luôn á. Mà về một phát một hen cầm lên tay nó sướng lắm. Rồi ai lấy là ghi giùm em nha. Màu. Cái em là Dior nha mọi người. Dior trắng. Rồi ai lấy là ghi giùm em. Rồi qua cho chị cái set set này đi em. Ừ ôi giời. Giật mình. Rồi má ở dưới kia rồi. Hay sao hay là đó. Ở đó hả. Mình vô lấy nhanh vậy. Rồi qua mẫu. Mẫu dùm em nghe. Qua mẫu đây chị màu nâu đi. Xét dùng mặt 199.000.
Má ơi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Qua mẫu hàng xịn nữa nha. Trời ơi. Mai mốt mua cái lồng chim để đây nữa. Set cam của bé Ti Trần. Bỏ túi xách đồ, mắc cưng quá. Ok bé Ti Trần. Một cam là một kia. Trời ơi, đỉnh chưa? Cái này ai giành nhanh thì được nhá má ơi. Khi này có đúng 4 set à? Không có nhiều hơn luôn, nó có đúng 4 set luôn mọi người. Gạt quá. Nó sẽ này cưng quá. Nè em cho mọi người coi cái quần, cái đai quần xịn không? Quần có túi nha mọi người nhá. Rồi set này có hai màu dùng dôm. Set này là quất liền kim dùng chị em ơi. Má ơi xỉu, 199.000 nè. Cái này á danh dự luôn, không phải hàng Taobao Quảng Châu, mọi người cứ thoải mái trả lại cho em. Em bán hàng cho mọi người ở đây á, làm có hai mặt hàng, một là hàng mấy chục nghìn. Mấy hàng em bán tầm 200 hoặc là 200 mấy đổ lại, tầm 220, 230 đổ lại là những cái hàng đó là hàng loại 1 luôn. Loại 1 cam kết là hàng Taobao Quảng Châu về cho mấy chị luôn. Má xinh quá. Dễ thương lắm luôn á. Trời ơi, có 6 bộ duy nhất thôi đó mấy chị. Ba nâu với ba đen nha mọi người, xịn không? Này, rất rất là xịn sò luôn, nâu với là đen nhá. 199.000, hàng xịn loại 1 luôn. Cưng quá ha. Bộ đồ nhìn cái này là form siêu to khổng lồ nha mọi người nha. Nên là bao nhiêu ký cũng vô được, dễ thương không? Cái này mấy chị đóng thùng cũng đẹp, mà mấy chị để mặc nhem cũng đẹp, dễ thương lắm. Cái này là bạn nào mà ú hoặc là ốm hay là bầu bầu bù bù mặc cũng rất là cưng luôn. Tại vì form này nó rất là mở những cái lưng này, xịn không? Má ơi, chị Loan Nguyễn là màu nâu, đẹp lắm. Có 199.000 nè. Cho chị cái bọc đây, mất công mọi người đi so sánh là hàng giá rẻ. Hàng mấy chị có thể mua hai loại về, nếu mà hàng rẻ là mọi người trả lại cho em nhé. Đây, hàng này Dung bán là hàng loại 1. Hàng này giờ người ta bán trung bình tầm khoảng chừng 320 đến 330. Xịn không? Hàng xịn cho mọi người luôn, không phải hàng giá rẻ nhá. Tiền nào của đó thì mấy má ơi. Bây giờ em lên một cái level mới rồi, không có lên cái level hàng mấy chục nghìn nữa. Đây nha mọi người. Màu giúp em nhá. Màu nâu với lại là màu đen, form siêu đỉnh luôn, chứ phải là đẹp nữa. Form siêu đỉnh luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu nâu cho chị Nhân Trần. Đúng rồi chị. Bữa nay là phải bán hàng xịn xịn, xịn sò luôn chứ không có bán hàng rẻ nữa. Bán hàng giá rẻ họ bị họ nhiều lỗi, khách mắng vốn nhiều quá. Bây giờ em lên là hoàn toàn là rẻ lắm, một cái set cũng phải tầm 340 cho mấy chị là rẻ lắm rồi đó. Còn bây giờ em bán hàng toàn hàng cao cấp, nhưng mà giá là giá rẻ nhất cam kết trên thị trường, không có ai rẻ ngoài cao cấp bằng Dung, lấy danh dự ra cam đoan luôn á. Em bán lời cao cấp chỉ lời vài chục nghìn, còn người ta bán một hàng cao cấp người ta lời 150-200 nghìn một bộ đó. Còn hàng nhà em nhá, em thứ nhất là em bán cho mọi người giá là đúng hàng chuẩn loại 1. Mấy chị mua 300-400 nhưng mà em bán mọi người tầm 200 đổ lại thôi, quá rẻ luôn, thấy không mọi người? Nên mọi người nhớ là theo dõi ủng hộ em nhá. Em không có bán hàng mấy chục nghìn, mấy chị có thể mua nhiều bộ nhưng về mặc được có lần hai lần mấy chị bỏ. Còn cái này mặc cả đời xong rồi mọi người còn thanh lý lại được, xịn sò như thế này cơ mà. Rất rất là xịn luôn. Nhận hàng là xỉu luôn á. Em nói thật, nhận hàng là xỉu luôn. Cái chất vải cầm lên nó khác với hàng thường 100% luôn á mọi người. Cực kỳ xịn luôn. Người ta kêu là tiền nào của đó, nó không có sai luôn mọi người. Rồi ai lấy cái giùm em nhá, đen với lại là nâu, hai màu. Có set dài không chị? Set quần dài áo tay dài hả? Rồi ai lấy tương tác chia sẻ lại giùm em đi mọi người ơi. Giỏ sách đang đem sale 150. Còn có cái cuối cùng. Cái này mọi người mang với cái giỏ này nó cũng sang này. Đó, mọi người mang với giỏ này nó cực kỳ sang luôn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. 199.000 bộ em đang mặc.
Giờ này thì em đang sale cho lỗ cho mấy chị còn có 250 thôi, 350 sale còn 250 vạn. Cái da này mọi người, cái da rất là xịn nhá. Giỏ này thì em xem mọi người còn 250 thôi. Đó. Hai màu là màu màu đen với lại là màu trắng, 250. Này cái nút của nó rất là đẹp. Lên chai mụn không đấy chị, một chai. Cho chị không biết tên gì luôn, một chai cao mụn. Đó, xịn sò không? Má, cái giỏ này là auto đồ bánh bèo hay là đồ như thế nào hay là set bộ mặc đều rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn, sang lắm. Ai lấy ghi giùm em nha. Giỏ màu đen, còn giỏ này thì em để mọi người 150. Còn có cái cuối cùng à. Giỏ này thì không đựng được cái gì ngoài, má ơi. Đựng được cái khẩu trang. Rồi ai lên? Ok chị My nha. Em không biết đọc tên gì luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em, giỏ 150. Rồi qua mẫu. Mẫu trong đó mẫu gì vậy? Đẹp xuất sắc. Ha, cái này cưng quá. Quần siêu đẹp ha mọi người ha. Quần siêu đẹp. Ai lấy nữa ghi dùm em màu nha mọi người. Chia sẻ dùm em đi. Chia sẻ dùm em. Cái đó để tối lên đi. Đưa chị cái set. Ok ok chị nha. Em có số điện thoại địa chỉ chị rồi. Ê chưa có địa chỉ. Chị cho em lại cái địa chỉ được không? Cho em lại cái địa chỉ, mất công em phải lục Zalo nữa lâu lắm. Cho em lại cái địa chỉ ở trên line được không? Ủa má ơi. Trời má ơi, lên set này chắc xỉu xỉu ngang cả họ luôn á. Ê cưng dữ vậy trời nè. Trời ơi. Ê cưng quá à. Tắm tắng xài chỉ có phê thôi. Set chị mặc có màu đen. Trời má ơi, cái set này đẹp ghê ha. Nhìn nó cưng ha. Thế thì mặc có màu đen nè Trang ơi. Hai màu đen 199.000. Hai màu đen dưới nu 199. Má ơi mọi người ơi, cái set nâu này đẹp lắm. Đợi em xíu đi, em mặc cho mọi người coi. Đen với lại là nu nha Trang. Có 199.000 thôi, hàng loại 1. Mặc màu gì đây trời? Mặc màu đen đi. Có hai màu đen với nu á Trang ơi. Lấy liền tại vì chỉ còn một hai nu một đen thôi. Like xong rồi ngủ tại chỗ luôn, chiều báo thức dậy làm việc luôn. Một cái đâu rồi ta? Trời ơi xinh quá. Ok chị My nghe. Trời ơi mọi người, má xinh dữ vậy trời. Trời ơi mọi người ơi, xỉu á. Set nơ. Hả? Không không cần đâu, vào cái địa chỉ đi, không cần bỏ ra đây, chị đó khách quen của chị bên Zalo. Trời ơi cưng không mọi người. Đó, em lên toàn siêu phẩm cho mấy chị không mà này, toàn hàng lụa cao cấp không. Rồi set này cho em đưa chị màu đi. Rồi set này 140.000 thôi cho mọi người. Thôi để mọi người 130 luôn. Đó, em lời có đúng 10.000 cho mọi người luôn á. Siêu đẹp. Nè mọi người nhìn cái form quần này. Em tính lời mọi người 15.000 mà lời mọi người đúng 10.000 luôn. Đẹp không? Xịn không? Có 130.000 thôi đó. Mà không thương em, không chia sẻ cho em nữa là thiệt á. Buồn lắm luôn á. Màu hồng, màu đen. Má ơi, chắc quất đủ màu quá. Quá đỉnh luôn. Rồi cái này là màu nu dùm em. Màu nu nha mọi người nhá. Màu kem chứ, cái này ghi cho em là màu kem. Trời ơi má, cái phong quần này màu kem với lại là màu đỏ giùm em. Có 130.000 thôi, vải xịn đâu mọi người. Thiệt sự là không kiếm được đâu vải xịn như thế này luôn á. Nè, xinh không? Bỏ áo ra là form áo giống như cái form áo lụa lúc nãy á mọi người. Đó, nó là một form á. Comment giúp em là màu nhá. Set nơ kèm màu giùm em. Cái này là nơ đỏ. Nơ đỏ nè, nơ đỏ giùm em. Nơ đỏ đô á.
nơ màu kem. Chấm bà dùng dung đi cả nhà ơi, má ơi xe này cưng quá mọi người. Màu kem dùm em, ai lấy màu thì ghi dùm em là màu. Đai quần siêu đẹp nhá, màu kem với lại là màu hồng. Màu hồng với màu đen dung đang mặc, ai lấy ghi dùm em là set nơ, nhìn cưng quá. Nơ này là nơ vải von hàng xịt luôn mọi người, chứ không phải nơ cái vải rẻ rẻ đâu. Vải này rất là xịt luôn. Ai lấy nữa ghi dùm em là màu nhá mọi người nhá, màu kèm theo số điện thoại về địa chỉ. Ôi set này đẹp mà mọi người. Này em thả ra mọi người coi này, nhiều khi đóng thùng mọi người nhìn thấy cái form đó, xinh không, dễ thương không, nơ mọi người đẹp mà. Ai lấy thì ghi dùm em là màu kèm theo số điện thoại địa chỉ. Màu nha mọi người ơi, ai lấy màu nào thì ghi. Trời má ơi, mình lên set này mình tưởng khách ghiền lắm luôn á. Khách không đóng giống gu của em rồi, khách không giống gu của em rồi, quá buồn. Ai lấy thì ghi dùm em nha, 130.000. Mọi người muốn lên cái gì mọi người chấm bài đi nè, để Dung lên nè. Không biết mọi người lên cái gì luôn á, chấm bài cũng chả chấm cho Dung nữa. Cái lên cái gì giờ đây, không biết lên cái gì luôn đó mấy bà. Thiệt á, nãy giờ lên nhiều set thấy đẹp ơi là đẹp luôn mà mọi người không mua. Lên gì giờ, mọi người muốn coi cái gì em cho coi nè. Có muốn lên áo lẻ không? Sao ai nói gì hết trời, ngủ gật hết rồi. Ủa sao mình hỏi không ai trả lời ta, hay là mạng bị đứng ra? Không với kem nha chị Loan Nguyễn. Mạng bị đứng hay sao mà không ai trả lời dễ te. Má ơi, nô đen cho chị Hà Nguyễn. Áo lẻ đi bé ơi. Ok, áo lẻ luôn. Cho chị xem lại set ngố phọc xám. Ok chị yêu. À em lên set ngố, đưa chị set ngố đi. Lại set ngố chị mới vô. Mọi người ơi, chia sẻ lại cho Dung đi. Hỏi không ai trả lời, buồn, đi nhảy lầu ạ. Đang ở trên lầu, em nhảy một phát xuống lầu bây giờ. Có set quần dài, có set áo 2 dây quần dài được không? Set thể thao 2 dây quần dài á. Buồn quá đi nhảy lầu giờ á. Đang ở trên cao đó mọi người. Mặc bao nhiêu giờ? Không tay đi ha. Áo ơi, cái set nơ này nó đẹp. Buồn á, cái set nơ này là buồn á. Buồn không đi nữa bây giờ ạ. Rồi liên qua xét ngố, chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Má ơi, cái tóc của em thấy con điên rồi mấy chị. Em sắp thành con điên trong cái nhà này rồi. Xét ngố cao cấp. Này chị bán xe xét ngố này bao nhiêu ta? 120 hả? 120. Ngố 120. Sẽ ngố bao đẹp luôn đó mọi người. Ngố 120.000. Á à, hàng xịn không? Ngố 120 nha mọi người nhá, màu dùm em. Màu màu. Cung điện bỏ nhà. Má ơi, sắp phải thay bộ móng được rồi chứ nó bật hết móng thật lên rồi. Đau quá. Còn nha bà Nhân Trần ơi, set ba lỗ đó còn đó Nhân ơi. Lấy thì ghi dùng dung là set ba lỗ bao nhiêu ta? Set ba lỗ hàng xịt đó. Trăm mấy ta? À 199. Rồi cái này ghi dùng em nha. Ngố. Ngố dùng dung nè.
cái hàng xịn là quần nó ôm như thế này luôn này, mấy chị thấy không? Xịn lắm. Rồi, sọc xanh, xanh nhà xanh coban. Mấy chị chia sẻ vào hội nhóm Dung Dung được không? Rồi cái này là sọc hồng. Sọc hồng, sọc xám. Này sọc xám này bà chị Vân Anh ơi. Sọc xám cưng ha. Má ơi. Má vải xịn lắm, đưa đây chị cả bọc luôn đi má xịn. Chị ơi là xịn luôn. Xịn sò lắm luôn đó mọi người. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, màu xịn không? Màu giúp em có 120 thôi, màu sọc cam. Cái này là sọc cam má ơi. Sọc cam với sọc xanh chuối, ghi dùm em là set ngố kèm màu. Dễ thương. Màu giúp em nha. Ai lấy ghi dùm em là ngố kèm màu. Má ơi màu sọc này đẹp không? Ai lấy ghi dùm em là sọc xanh. Xanh ghi em là xanh coban, xanh chuối, màu cam. Đó, ngố mới chỉ là dễ mặc nhất luôn rồi đó. Ngố nha mọi người nha. Màu giúp em. Rồi cái này là xám. Đâu rồi? Bà Văn Anh đâu rồi? Ai lấy ngố thì ghi dùm em là ngố. Ngố đẹp nè. Sao giờ này like mấy chị đi đâu hết á ha. Giờ này like đâu có thấy ai coi đâu. Ngố xanh chuối cho bà Betty Trần. Mọi người bỏ em đi chơi đâu hết rồi. Đi chơi với Covid hết rồi. Buồn tổn thương nặng nề luôn. Chị Betty Trần có rồi. Rồi cái này là màu hồng. Cưng không? Má ơi sọc rồi chứ. Màu hồng. Ai lấy thì ghi dùm em là màu nha mọi người nhá. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ dùm em. Ai lấy ghi dùm em màu. Rồi, xỉu. Em lên nhiều cái set đẹp lắm luôn đó mà mọi người. Trời ơi, má ơi. Mày muốn lên cái gì nữa? Muốn lên áo lẹ không? Áo lẹ hả? Thưa chị cái áo lẹ kia đi. Sọc xanh coban với sọc hồng, hố xám cho bà Vân Anh. Xanh coban với hồng, trời bà Lan nãy giờ đắp mền đi ngủ cũng nên á. Trời bỏ tôi vơ vơ nãy giờ quá trời xét đẹp bà Lan ơi. Rồi áo lẹ dùm em 79.000 cái. Cái này em hết rồi, em còn được mấy cái à. Hết rồi đó, đầu like khách lấy hết rồi. Xanh chuối, ghi cho em là có mã áo đằng trước nha. Áo màu hồng đậm, màu xanh chuối, áo phông ôm hàng Zara nha. Màu trắng, má ơi trắng còn có một cái à. Màu trắng với màu xanh coban. Màu đen. Áo 79.000 má ơi. Cầm cái áo chắc xỉu ngang luôn á. Áo Zara hàng xịn. Màu giúp Dung nha cả nhà. Áo kèm màu. La 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 la. Ai lấy áo thì ghi dùm em là áo nè. Kèm màu dùm Dung nghe. Áo áo đẹp quá. Áo ôm phối viền xanh coban, màu đen, màu trắng. Trời ơi, mấy giờ mới chỉ toàn là còn 30, 38 người coi không à. Rồi cái này là xanh xanh chuối. Cái này là màu hồng. Cho em xem lại set ngố cam. Cho chị lại set ngố cam đi. Áo đẹp mà mọi người. Trời ơi, má ơi, cái áo đó là form đỉnh lắm luôn. Rồi cái này ghi dùm em nha. Đây. Cam. Yêu cầu là có liền. Chỉ cần mấy chị nói thôi. Em đây sẽ chiều tới bến. Rồi ai lấy ghi dùm em nha. Ngố cam, ngố hồng. Quần nó cũng màu hồng luôn. Mà không có chia sẻ cho em là em buồn lắm luôn. Nó thiệt á mọi người. Mọi người yêu cầu cái gì Dung cũng lên hết. Mà không có chia sẻ là buồn thật luôn á. Chứ không phải buồn đùa đâu. Rồi cái này là xám. Và màu Dung là xanh coban. Rồi hết. Ai lấy màu nào ghi dùm em. Rồi má lên cái áo lẹ đẹp. Tại sao khách không lấy cái áo lẹ này nhỉ? Má áo lẹ này đẹp muốn xỉu luôn á. Vải là vải Zara xịn luôn. Má vải bao đẹp luôn đó mọi người. Tự tin là vải rất là xịn. Rồi lên đầm baby doll. Tới bến đi mọi người ơi. Chơi tới bến đi. Chơi tới chiều cũng được nữa. Chơi tới đêm cũng được nữa. Này đưa cho chị cái đầm baby doll này. Nhìn hàng xịn của nhà tôi. Xịn không? À, đầm baby doll mà xịn cỡ vậy luôn đó. Xin nhông mấy nàng. Xám cho Hoàng Phượng. Xét ngố. Trời má ơi. Rồi. Mặc cái này ra là đúng với cái màu cài luôn. Trời ơi có bồ lụa nào đẹp không em? Mỹ Phượng vừa có đơn cọc đi chưa ta? Mỹ Phượng nào vậy nhờ? Chị Mỹ Phượng có đơn cọc mà sao không chịu cọc đi dùm em. Bây giờ để chị ghi bấm móng tay đằng sau đem.
Mọi người ơi, chia sẻ dùm bé Dung đi. Ngủ sọc cam cho bà Nhân ở trên. Để Dung xíu nha mọi người. Dung đi mặc cái đầm baby doll siêu phẩm này cho mấy bà coi nghe. Ba lỗ chị mặc lúc nãy đúng rồi, 199 đó nàng, hàng đó hàng siêu cấp, hàng loại 1 luôn ấy. Hàng người ta bán 380 một bộ á, danh dự luôn, cam kết danh dự luôn. Áo bao nhiêu ta? 79. Áo 79.000 nha em yêu. Cắt giùm chị đi. Rồi lên một cái đầm. Úi giời. Lên một cái đầm, sorry. Lên một cái đầm siêu phẩm cho mấy bà thính nha. Ủa chị chưa cọc, em chưa có đi hàng mà. Hàng đơn nhiều phải cọc hết đó mấy người đẹp. Trời ơi má nó cưng. Đầm cao cấp giùm em. Đầm cao cấp giùm em nha mọi người. Má cưng quá. Ôi ôi cái đầm. Rồi đầm cao cấp màu giúp em. Cái này để mọi người trên like 140.000. Cái này là hàng tao bao nha mọi người nhá. 140.000 ghi dùm em đầm nè. Hôm bữa em nói là hàng tao bao thì nó mới có cái á rồi cưng quá. Màu nâu nè, mọi thấy không, màu nâu không. Em không có quần jean dài rồi nàng ơi, chúng không có bán quần jean dài. Quần jean dài là mùa này nó khó lấy về lắm. Rồi cái này ghi cho em là màu cái này ghi cho em là màu trắng, màu trắng, màu hồng, màu nâu 140 dùm em nha. Ai lấy cái dùm em nha, chỉ có học hỏi cọc thẻ nào mà thẻ Việt Nam Mobile á chị, Việt Nam á, đầm cao cấp dùm em. Cái này baby doll này form xịn không, baby doll kèm màu dùm em nhá. Cái này là màu màu nâu, màu nâu, màu hồng với lại là màu trắng, nâu hồng với trắng dùm em nhá. Ai lấy đầm thì ghi dùm em là đầm nâu hồng với trắng dùm em nhá. Ai lấy hồng thì ghi dùm em nhá. Á cưng quá ha, dễ thương. Cái vải form á mọi người, ví dụ như vải xấu, hàng xấu nó sẽ hách hách lên đây. Còn cái hàng xịn của nó nhìn sau lưng nó đẹp lắm. Nè mọi người thấy không, lên form nó cực kỳ dễ thương luôn. Cái này ghi dùm em nha, trắng, trắng nâu với lại là hồng, ba màu. Vải đẹp không mọi người, vải siêu siêu xịn luôn. Ai lấy thì ghi dùm em là màu nha, cưng không. Cái này mấy bà bầu mặc siêu cưng. Đúng rồi, cái set ba lỗ này chị mặc 199.000 ra. Mọi người muốn lên mẫu gì nè, lên mẫu gì nói đem lên cho. Không biết lên cái gì luôn đó trời. Nãy giờ em vô em lên nhiều mẫu lắm luôn rồi đó. Em không biết mọi người thích cái gì mà em lên luôn á. Nãy nó có cái set gì mà có chữ này, set cam á. Ấy anh đi, ấy làm cho. Anh thì tập trung anh rồi xong quay qua đứa khác. Dễ thương quá. Trời ơi, váy có mẫu này thôi đó, không còn một mẫu váy nào luôn đó mọi người. Có đúng một mẫu váy duy nhất luôn, không còn luôn đó. Em không có về váy, em không có về váy mấy chị ơi. Rồi set này xả 99.000 luôn, hôm bữa bán 140 á, sale 99.000 nha. Ghi cho em là set đùi màu xanh, có mấy bộ, cái này hàng sale mọi người, sale 99.000. Màu xanh coban, màu xanh min. Màu này ghi cho em là màu đen dùm em, màu đen. Set đùi mặc ở nhà sale 99.000. Ghi cho em là màu đen dùm em nhá. Cho coi lại set ba lỗ đợi em xíu. Rồi cái này là màu vàng dùm em. À màu cam chứ. Màu cam. Màu cam nha mọi người nhá. Màu cam. Rồi cái này là màu nu. Màu nu lên từ từ đem ơi. Giờ yêu cầu không thể nào lên nhanh được đâu bé. Đợi xíu đi, ngồi coi đợi xíu đi. Lên váy này thì đòi qua váy kia, lên set này thì đòi qua set kia. Chỉ ba đầu sáu tay thì cũng không có lên like được kịp vậy luôn á. Coi dùm chị đi người đẹp. Rồi cái này ghi dùm em là màu vàng. Màu vàng siêu đẹp luôn.
ai lấy cái giùm em nha, set ba lỗ mọi người mặc ở nhà mặc đi chơi đều rất là cưng luôn. Comment giúp em là set giùm em, set ba lỗ kèm màu. À vậy còn không ai chia sẻ nữa, view thì nó có ba mấy bốn mấy không à. Rồi màu cam, màu đen. View cao thì mấy chị kêu em làm cái gì em cũng làm chứ hết á. Có ba mấy bốn mấy người lên rồi cứ qua mẫu cứ đòi coi xong rồi qua mẫu không à. Cho chị cái set áo ba lỗ hàng xịn lúc nãy đi. View cao á thì còn có động lực mà like chứ, view được có ba mấy, ba ba, ba tư, ba năm người coi mà cái gì mọi người cũng muốn lên hết á. Lên rồi qua mẫu, lên rồi qua mẫu không à. Set ba lỗ nu của Trang Lê. Xanh với đen cho bà Chi Trịnh. Rồi nè, set ba lỗ hàng cao cấp á, đầu like á mọi người. Có cần em đi mặc cho không? Đi mặc cho mọi người coi cái form với mọi người dễ chốt nha. Tại vì nhiều khi dơ mọi người cứ tưởng hàng rẻ, mà trong khi hàng này hàng loại 1. Đưa cho chị cái màu, đưa nhìn cái tông màu cho chị đi. Đưa chị cái màu đen đi. Đồ mặc chất liệu gì? Em không biết luôn. Nè nè chị nhìn giùm em chứ không biết chất gì luôn ấy. Nè, nó là cũng không phải kaki mà cũng phải kate luôn, mà nó là cái gì á mà nó xịn lắm. Cái hàng này là hàng xịn luôn đó mọi người, không phải hàng giá rẻ đâu. Đồ bổ thể thao tối nhiều lắm, tối hầu như là đồ bổ thể thao không à. Nè, cưng lắm. Chết gì? Không biết đâu. Đang nói chuyện gì dữ vậy? Má xịn ơi là xịn luôn. Mà em không biết chất gì tại vì em không có rành về chất lắm, cho nên em cũng dám nói, nhiều khi nói sai ấy mọi người. Dài không có em ơi, set thể thao quần dài áo áo ba lỗ được không, quần dài áo ba lỗ được không. Này cái này là em dơ cái áo lên nhưng mọi người có thể đóng thùng ra nha. Đây cái này nó không làm ngắn nha mấy chị đó. Dễ thương lắm luôn á. Này đó, mà mấy chị muốn nó hở ấy nó lên như thế này cũng được, mà thả áo ra cũng được. Này mặc 3-4 kiểu mặc đều được. Cái này hàng loại 1 giùm em nhá. Không phải hàng loại 2 đâu mấy chị. Đó là form baby doll đó nàng ơi. Rồi màu giúp em này mọi người ơi. Cái gì còn ngố ở đây. Mắt set có đẹp quá. Màu giúp em. Còn set bộ hết rồi em ơi, set đó hết lâu rồi. Set boy chỉ đang cố về hàng lại mà không biết là có về má ơi, nhìn hàng này 199.000. Hãy đầu like á. Rồi cái này ghi dùm em là set màu cam. Quần ngố, cứ hai cái mã quần cố. Đứa nào để xếp hàng thì xuống lấy giùm chị hai cái mã quần ngố hôm bữa em. Rồi cái này ghi dùm em nha, màu cam, màu đen, màu kem dùm em nha mọi người, màu kem. Màu kem nha mọi người nhá, màu kem. Cái này là màu kem. Rồi cái này ghi cho em là màu màu xám. Thế này hàng xịn nha mọi người. Hàng da rà. Không có so sánh với hàng rẻ dùng tớ nha. Trời ơi má ơi, cái này. Cái này là cái vải của cái hàng mà set sọc á, hôm bữa Dung mặc mà mọi người hay hỏi đó. Dung có mặc set này màu đen một lần rồi nè. Cái này một mặc một cái set sọc rồi đó. Mọi người hay hỏi Dung nhiều ơi là nhiều luôn á. Này 199.000, 250 sao còn 199 luôn. Ai lấy thì ghi dùm em màu nha. Với lại là màu này ghi cho em là màu màu xanh chuối. Màu xanh chuối dùm em. Đó. Màu xanh chuối là màu nãy Dung mặc đầu like này mọi người. Rồi với màu xanh min. Đó, ai lấy thì ghi dùm em màu. Hàng không phải hàng giá rẻ đâu. Tiền nào của đó thôi mấy chị. Đó, bà nào hỏi thì chốt này.
Set thể thao thì Dung chơi cho mọi người coi thôi nhá, tại vì set thể thao á nó có ít lắm. Tớ có mấy set à. Rồi ai lấy thì cứ dùm em set đang mặc. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dễ thương. Áo là bình thường nha, mặc không có hở gì đâu, tại Dung thích mặc lên ngắn như vậy á. Quần là dạng quần váy này. Dễ thương á. Rồi ai lấy thì ghi dùm em màu. Màu giúp Dung nha cả nhà ơi. Còn ai coi không? Không ai coi Dung ọp nha mọi người. Thanh Minh nha chị Loan Nguyễn. Còn ai coi không để lên tiếp nè. Không thì ọp nha, trả lời hộ Dung cái. Cái Dung like không ai nói gì, Dung không biết đường mà Dung like luôn đấy. Like mọi người phải nói là ừ Dung ơi lên cái này hoặc lên cái kia. Hoặc là ừ hỏi trả lời dùm em cái để em biết đường em like. Chứ khách cứ ngồi im im Dung chả biết đường nào Dung like hết đó mọi người. Thiệt sự đấy. Mọi người hỏi mọi người phải trả lời để Dung biết đường nào Dung mò chứ. Cứ ngồi nói mình không mà qua mẫu liên tục. Còn không like là kêu thì tối like thì Dung sẽ tối like nha mọi người. Khách giờ hỏi không thèm trả lời luôn á. Nãy giờ 3-4 lần hỏi chả ma nào trả lời luôn, quạo trong người luôn á. Hỏi là lên cái gì hoặc là ấy. Chấm cũng chả chấm mà lên hỏi cũng chả trả lời, bực hết cả người. Biết đường nào mà mò chứ trời. Chưa mẹ ơi. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nhá, màu. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Cái này ghi dùm em là màu trắng. Cái đầm lúc nãy em mặc á, màu trắng màu hồng với lại là màu nâu. Trắng hồng với nâu dùm em nhá. Đưa set thể thao đem. Mở ra. Nói nhỏ nhẹ chả chịu ai nghe hết. Nào chửi lúc đó mới kêu là khó chịu. Hỏi cũng phải trả lời cho người ta biết được mà mò chứ. Rồi cái này ghi dùm em nhá, 2 dây dùm em. Cái này là 2 dây form ôm nha mọi người nhá. Quần thể thao nè. Comment giúp em là màu. Cái này là hàng xịt nha mọi người nhá. Đây. Đó, mặc như thế này. Thôi để đi mặc cho nhìn. Chứ giờ chả ra hình hài gì hết. Người ta đi thay đồ chiều, thay đồ cho cái này là set thể thao. Form của nó như thế này nha mọi người. Đó. Form này là dạng như là nói chung là nó form kiểu mọi người. Ở bên hông một cái. Ai mà không thích thì mọi người kéo bằng dây lại cũng được. Mà kiểu của nó là nó kiểu như thế này nè mọi người ơi. Rồi ghi giùm em là set mấy màu. Xét giùm em nha. Cái này ghi cho em là màu đen, ghim đen ơi. Màu ghi giùm em là màu nu. Màu nu nha mọi người. Xét này là đẹp xỉu luôn á. Tại em tính là để tối like xét thể thao một lần. Ngày em like xét lẹ. Tối like xe thể thao một lần luôn. Bước né cái kia đi em ơi, chập 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 cháy đen mất tiêu đèn đó.
Rồi cái này ghi dùm em nha. Này là màu trắng. Màu trắng. Cái gì? Màu trắng dùm em. Dạ không, áo không có mút ngực nha chị. Áo không có mút ngực. Màu đen. Màu nu với lại là màu trắng dùm em. Ba màu nhá, nu trắng với nu trắng với xám đi. Nu đen với lại là xám. Nói lộn nha mọi người. Nu đen với xám, cái này là hàng cao cấp. Nu đen với xám dùm em nha. Nu chị Hồng Nhung Nguyễn, cái này hàng xịn mọi người ơi. Cái này là hàng Quảng Châu á. Thấy cái bo chung của nó không? Xịn ơi là xịn. Ba màu dùm em. Cái này mọi người muốn mặc hở như thế này cũng được, mà không mặc hở cũng được, không có sao hết. Tùy mọi người à. Hở hay không là tùy mọi người chỉnh cái dây á. Cái dây này mọi người muốn mặc hở như xuống như thế này cũng được. Tại vì hot girl nó mặc hở như vậy. Màu giúp em nha mọi người nhá. Cái này là ba màu. Cái này là màu trắng hoặc màu xám gì cũng được. Còn hai màu mặc là màu nu với màu đen. Đó. Cái áo dây này về mọi người phối ra riêng nó cũng đẹp nữa. Phối ra riêng với mẫu khác nó cũng đẹp nữa. Cực kỳ dễ thương luôn. Set này để mọi người trên like là 150 thôi. Quá rẻ luôn. 150 một set thể thao nhá. Ai lấy thì ghi giùm em. Đó, set thể thao xịn như vậy mà xem mọi người có 150 thôi đó. Xịn không? Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Nu trắng với lại là đen nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em, cái mút ngực đẹp đã lắm luôn đó. Cái dây áo rất là đã luôn này. Này thoải mái. 53kg vừa chứ nàng. Cái này là tầm 58kg rồi xuống là mặc đẹp. Mặc đẹp luôn. Tại vì quần là không nói nữa rồi. Tại cái áo này nó co giãn mạnh lắm. Cho nên là 58kg rồi xuống là mặc ok nhá. Ba màu dùm đây. Tại vì ai mà tầm 56-57kg thì mọi người mặc cái màu đen nó sẽ rất là ốm người luôn. Tại vì quần là nó bo chun đó. Form đẹp lắm. Túi rất là rộng luôn. Màu giúp em nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi dùm em là màu. Cái này là màu xám. Màu xám hoặc là mọi người comment giúp Dung là màu trắng cũng được, xám hay trắng gì cũng được. Còn cái này là đen với lại là nu Dung đang mặc. Ba màu nha mọi người, thể thao cao cấp. Đó, ai lấy thì ghi hộ Dung màu nhá. Chiều cho mọi người lên đủ màu, đủ set, đủ kiểu cho mọi người lựa đó. Không có cái gì mọi người đòi mà Dung không có lên luôn đó mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu. Ủa? À đúng rồi, hôm qua gọi được rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu. Giờ mọi người muốn lên cái gì nữa nè? Set baby doll hả? Là muốn lên cái gì? Nhung like cho mọi người luôn. Ngoài kia hết mẫu rồi mà đúng không? Mọi người muốn lên cái gì nữa? Nói đi Nhung like cho nè. À còn riêng ngố này mọi người. Size gì em ơi? Còn cái kia? Cái này bữa còn một cục bự chà bá mà còn có cái gì? Chất mẫu thì toàn chất cái bên này rồi hướng đông hướng tây có ai hướng không à. Rồi quần jean dùm em, SML dùm em nha mọi người nhá. Jean cao cấp, jean hàng Mai Phương Bùi á, SML. Cái này Dung xả xuống còn có 125.000 à, còn đủ size SML. Ghi dùm em là quần kèm size nhá, S, M và L dùm em. Này Dung sale còn có 125 à mọi người. Này ngố cao cấp. Sale 125. Ai lấy ngố thì ghi dùm em là ngố nhá, ngố cao cấp 125 nha mọi người. Ai lấy ngố thì ghi dùm em là ngố, ngố hàng xịt đó. 125 dùm em. Comment giúp em là ngố kèm size nhá. Rồi lên set dài cho nhìn rồi hỏi rồi giờ lại còn set ngắn không? Biết trả lời sao luôn mọi người. Xỉu á. Giờ theo khách chắc xỉu ở trên live luôn á. Giờ xong khách chắc em xỉu ở trên này luôn. Cái áo gấu bỏ xuống cho ta, áo gấu bỏ xong. Ai lấy áo gấu nữa không? Áo gấu em còn có 3 cái duy nhất à. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. À lộn, áo chó chứ, nói lộn. Áo chó 3D ấy mọi người. Quần jean thì phải kèm size chị ơi. Ghi lấy quần jean không biết lấy size gì luôn á. Comment giúp em cái size đi. Áo gấu kèm màu. À, áo chó kèm màu, chó 3D luôn á. Thấy không? Màu giúp em. Còn ngố đó em sale có 125, cái đó hàng sale rồi đó mọi người. Rồi cái này ghi cho em là áo chó kèm màu. Màu gì chị ơi, nó cái áo gió này đẹp ghê. Còn có 3 cái à, hết rồi đó mọi người. Ở đâu còn mấy cái? Còn 5 cái à. Hết rồi đó.
Quần ngố mọi người phải kèm size chứ. Ghi mỗi quần ngố sao Dung biết mọi người lấy size gì? Ba màu S, ba size S, M và L. Kèm size dùng Dung nha. Like sớm thì trời ơi chị Ánh, chị chắc xỉu á. Like sớm đâu mà like sớm, con like nhầm like bao nhiêu ta? 12 giờ rưỡi ha, tới bây giờ đó chị. Thấy khổ em không? Mà nãy giờ quá trời xét đẹp, giờ để em lên cho chị này. Chứ không là tối em like là không có dành kịp đâu, giờ ít đi dành. Chị chó màu trắng cho chị Hà. Trời biết để hình nhờ. À, bà Hà mà bà biết để hình con chó ở đằng sau luôn á. Nhây công nghệ hen, ghê hen. Rồi áo chó giùm em. Mới về luôn trời ơi. Rồi ai lấy cái giùm em này, bộ lụa này chị ơi, quất bộ lụa. Bộ lụa hết rồi hả? Còn mấy bộ. Này bộ lụa này, áo bao nhiêu ta? 140. Chết mẹ rồi. Áo chó này em xem mấy chị 140. Bà kia chuyển khoản cái áo chó hồng 140. Ngoại xì tin mà cái nhà. Thế hình điện con chó sai lời chị Hồng Nhung Nguyễn. Chó xanh với đen cho bà Lan là biết rồi. Để cái hình con chó đằng sau là biết xì tin rồi. Em còn chưa làm được cái đó luôn á. Trời ơi xịn. Rồi xét lụa. Má em lên xét cho chị Ánh nhà Dung lửa cái đã. Yêu của em lựa cái đã. Nè, set lụa em còn đúng một màu một cái duy nhất. Nè, màu nâu. Cái set lụa mà chị Ánh mua nhiều á. Hồng Nhung đổi cho chị Hồng Nhung lại size M đi. Ý, đổi lại size M. Rồi, comment giúp em set lụa nha, em còn đúng một màu một cái. Nó đẹp. Màu này là màu nâu giùm em, set màu nâu. Dior màu màu trắng. Dior màu trắng, nãy em mặc cái set này nè. Má ơi dành nhau cuốn lộn luôn. Nè màu trắng. Cái này của mỗi màu còn có một cái thôi. Tại nãy đầu like khách lấy mất hết rồi. Rồi cái này ghi cho em là màu màu trắng, hoa trắng dùm em. Má nhìn cái đai quần này mọi người xịn xỉu không? 199.000. Comment giúp em là màu. À em còn một set ngố nữa. Trời ơi má ơi còn một loại set ngố beo. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Hết rồi đúng không? Rồi hết rồi đó mấy chị. Set lụa chị lấy màu gì chị yêu? Hết rồi đó, còn đúng 4 set. Được 2 set màu trắng nữa là hết. Giống nhau không ta? Lụa màu nâu chị Ánh. Có áo thun ôm, set lụa chỉ có 5 bộ, mặc bao dễ thương. Set bộ này hàng xịn lắm. Ai cũng mua của em 5-6 bộ hết á. Rồi mãi giờ này ai chia sẻ cho mình rồi tự dưng từ 22 người coi nhảy đến 60 người coi rồi trời. Ai vô rồi trời. Ai vừa chia sẻ với mọi người. Vừa mới thấy 22 người coi, vừa cúi xuống nhìn lên cái thấy 60 người coi luôn á. Mãi mọi người thấy không? Tưởng 600 chứ 60 người coi. Bây giờ đối với em là mừng rồi đó mọi người. Facebook em nó bị tăng động á. Rồi ai lấy cái giùm em nhá, màu hồng. Nè cái này là màu xanh min. Có bộ duy nhất rồi má ơi. Nãy giờ không thấy bộ xanh min này luôn. Xanh min có bộ duy nhất thôi. Ai đấy xanh min trời ơi má ơi. Cái bộ xanh min đẹp quá, màu hồng cho chị Ánh. Trời ơi. Chị Hà ơi lấy thêm bộ. Chị Hà chị Ánh có hai bộ này. Á à, nó sang kinh khủng luôn đó mọi người. Nè, thấy hàng nhà Dung chưa? Limited chưa? Xịn xỉu chưa? Cái này xanh min có hai bộ duy nhất à. Má đẹp. Xỉu luôn á. Cái này là xanh min hộ Dung nha. Hết rồi đó mọi người. Má cái màu xanh min đẹp quá hay trời. Quần mặc như đầm ấy đúng rồi chị, ngố sai lời cho Uyên Phương. 199.000 nha mấy nàng. Em còn một xanh min đưa chị lại màu đi. Rồi còn một màu hồng chia sẻ Dung Dung đi cả nhà ơi. Trời ơi chiều chủ nhật xanh min cho chị Loan. Rồi còn bộ cuối cùng hết luôn. Rồi cái này màu hồng còn có bộ cuối luôn. Màu hồng này được bao nhiêu bộ ta? Rồi cái này mà hết rồi đó, ba mấy bộ mà hết sạch rồi đó. Rồi cái này ghi cho em là Dior đầm suông, em có đầm đầm baby doll được không? Rồi cái này ghi cho em là Dior rồi hết rồi đó mọi người, hết sạch sành xanh nha. Với một bộ này là bộ trắng là hết luôn. Má ơi hàng quá xịn, limited quá xịn sò luôn. Rồi hết rồi đó mọi người. Ai lấy thì ghi dùm em màu, màu kèm theo số điện thoại dùm em Dũng nghe. Thế chị quá em vừa chia sẻ cho chị rồi, cảm ơn. Trời ơi sướng quá, đôi chị ngủ hai chân má ngứa quá vậy trời.
Set lụa sale 199.000 hết rồi mấy chị. Còn mấy bộ hết sạch luôn rồi. À đây rồi nè em. Nó nằm thò lò ngay trước mắt luôn. Có 199.000 bà Hoa bà mua một set đi. Tại Dung bữa nay Dung bán hàng cao cấp không mà Dung bán không bán hàng rẻ nữa. Nên là khuyên chân thành đó, mua mấy cái bộ ngủ của Dung về mà mặc cho nó cưng, dễ thương lắm. Alo, bộ lụa. Rồi ghi dùm em là set này. Ê tăng đơ lên dùm em đi. Kéo cái tăng đơ lên. Set này cưng quá. Bộ lụa đi ô cho bà Lan 280 nhánh lụn 2.800.000 hả? Đúng rồi. Cái đó là hàng 280 đến 300 mấy á chị. Hàng lụa người ta bán 300 mấy không á. Nè. Set ngủ ở nhà. Kinh quá. Kinh. Quá kinh. Xinh ha. Cái này có hàng tăng đơ, hàng loại 1 nha mọi người, có tăng đơ. Rồi set ngủ giùm em. Tưởng 2.800 chắc khách chạy mất dép nè. Hàng nhà Dung này mấy chị, đừng có so sánh hàng loại 2 nha mọi người ơi. Rồi cái này ghi cho em là màu kem, màu hồng Dung đang mặc. Màu xanh xanh min với lại là màu đen, màu trắng chứ. Cái này mọi người comment giúp em là 2 giây, cưng lắm, có túi nha mọi người nhá. Có tăng đơ, cái này mặc ngủ mà nó hàng của hot girl luôn đó mọi người. Cái này ghi cho em là màu trắng. Đó, rồi cái này là màu xanh min. Màu xanh min hộ Dung và cái này ghi cho em là màu kem. Con chó này rất là cưng luôn, cái dạng bò sữa con chó rồi hit Hello Kitty rồi Loan bò sữa mọi người. Mà Dung bán sale cái bộ này lúc nãy Dung bán sale có 150.000, quá rẻ luôn á. Cái này mọi người mặc ở nhà rất là mát, bà nào bầu bì là mặc thoải mái luôn nè. Đó, dễ thương không? Mặc có 150.000 thôi. Hàng xịn nhưng mọi người có tăng đơ đằng sau. Ai lấy thì ghi dùm em làm màu, cưng lắm. Cái này mọi người mặc ở nhà hay là mặc đi ra ngoài nó cũng cảm giác là nó nhìn dễ thương. Xin nha mọi người. Đó. Ai lấy thì ghi dùm em là màu nha. Màu kem, màu Dung mặc là màu hồng. Rồi cái này má màu xanh min cưng quá. Màu xanh min và màu gì ta, con bò. Ghi cho em là con bò đen, lụa 2 dây á mọi người. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi dùm em là màu. Áo con chó em còn 2 cái à? Ai lấy luôn dùm em được không? Em còn có 3 cái cuối cùng à. Hết rồi đúng không? Còn 3 cái cuối cùng à. Set ngủ hồng với xanh nha chị Ngân Trần. Xinh ha. Cái này có 150.000 một set rồi. Quá rẻ. Thể thao màu đen nha chị Hồng Nhung Nguyễn. Em sale cái set này, em còn đúng 3 cái con chó à. Bà nào thương em hốt 10 cái đi cho nó hết này. Áo con chó 140.000. Ai lấy áo con chúa? Áo con chó 4D ấy mọi người, đẹp lắm. Áo con chó 4D 140.000, hàng siêu cấp. Hàng tao bao luôn nha mấy bà ơi. Đúa, thấy không, thấy chưa? Rồi trời ơi, hết nắng rồi. Cho nhìn thấy mặt trời đi trời ơi. Nó sắp mưa tới nơi rồi. Trời má ơi, view đẹp nhờ. Trời má, sống nào được. Úi giời ơi. Trời má ngắm mây mù giăng lối luôn. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá. Màu, má ơi thích quá. Em thích live stream cái khung cảnh này mọi người. Nhìn nó sướng. Phê ạ. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá. Màu giúp em. Màu đen, màu xanh với lại là màu trắng. Trời ơi, người cứu em cái, còn có một cái. Còn có mẫu một cái thôi. Chị út lề cho Dung cái địa chỉ nghe. Xinh quá à. Dễ thương ha. À em còn set ngủ này nữa. Cái set ngủ này có tay chị đã bỏ vô chưa ta? Chị đang để ngoài hả? Chị út lề lên cho Dung cái địa chỉ. Trời ơi nè. Còn đúng một bộ một màu. Cái này ghi cho em là tim xanh đi. Má ơi, cái này là có gì ta? Đâu rồi? Cái này đâu rồi? Trời ơi, má ơi, nó cưng thì thôi luôn. Đây, yêu không?
Con chó màu trắng là chị Ánh rồi, cảm ơn chị Ánh rất là nhiều. Hàng siêu cấp đó chị Ánh nha, không phải hàng rẻ đâu. Nhớ bỏ cái bọc xịn của nó nghe. Rồi cái này ghi dùm em nha. Cái này ghi dùm em là tim trắng, hắc cưng không? Có cái cột nơ. Cái quần nhìn là yêu xỉu luôn nè. Cưng không? Rồi tim trắng. Để em kiếm cái đạp mọi người ơi, chả biết nó nằm lỗ nào luôn á. Cô đâu? À đây. Tim trắng màu vàng em bỏ vô rồi đó. Tim trắng ngũ hồng với xanh min cho chị Út Lệ, chị đang mặc á. Rồi cái này ghi dùm em ok chị Út Lệ nha. Đây mọi người thấy không, xịn không? Hả? Ê không phải, cái này mà cái chị đang mặc mà. Cái hồng hết xanh luôn hả? Rồi sao? Còn màu gì? Đợi xíu chị mặc. Rồi cái này ghi cho em là màu, cái này là bao nhiêu ta? 160. Ai lấy cái dùm em nha. Rồi sọc caro đưa chị màu vàng. Rồi ai lấy cái giùm em nha. Comment giúp em. Dạ không người đẹp ơi, Dung không có quần jean dài, bộ Dung mặc hết mất tiêu rồi, để Dung mặc cho bộ khác. Rồi nè, trời ơi. Chị Ánh ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Cưng ha. Cái này là set đồ có tay á mọi người, màu xám đâu trời. Đây. Cái này là màu xám nha mấy bà ơi. Rồi ai lấy cái giùm em màu xám, cưng ha, sang lắm luôn á. Cái này là dạng cánh dơi á, để tí nào Dung đi mặc cho. Bộ Dung mặc Dung hết rồi, Dung còn một màu hết xanh min luôn hả em? Hết luôn. Bỏ cái xanh min ra giùm chị đi. Chết mẹ rồi, áo của cái này đâu trời. Bộ Dung mặc Dung còn 3 màu thôi là hết luôn, màu kem. Mọi người ơi, chia sẻ lại giùm Dung tí xíu được nữa không? Dung có động lực Dung đi thay đồ cho mọi người nhìn cái mẫu cho nó đẹp nè. Ôi chị có báo giá mà. Ôi. 160.000 đó bé, 160.000. Để Dung thay mọi người, màu vàng với chị Ánh. Cái set đó đẹp lắm. Set đó là siêu đẹp luôn đó. Mặc bộ em mặc 2 dây xanh min hết hả em? Set sọc vàng với chị Ngân Trần. Rồi hết sọc vàng luôn. 2 dây xanh min Dung hết rồi, Dung còn màu kem nè. Dung còn màu kem nha nàng yêu ơi. Má dễ thương quá mọi người ạ, à. Thiệt ấy. Em còn màu kem với lại là màu đen nữa là hết luôn. Kem với trắng chứ, má màu trắng đẹp không? Không dám mặc màu trắng tại mỗi mà hai cái mẫu này còn mỗi màu một bộ thôi, có 150.000 nè. Dễ thương lắm. 150 em còn một con chó, con bò sữa chứ. Với lại là màu kem nữa là hết, xinh ha. Mấy cái set này dễ thương lắm mấy bà. Có 150.000 thôi. 150 nhân 2 kìa, chưa nhân kìa mấy má. Rồi ai lấy cái giùm em. Mua mấy cái này á mọi người, mặc nó sướng, hiểu không? Chứ không phải là những cái hàng mà nóng nóng kia. Đừng nghĩ là hàng mấy chục nghìn mọi người mặc, mua có một lần mọi người cảm giác nó khó chịu thôi, mọi người không muốn mặc nữa. Còn cái này là mặc hoài, mặc mãi luôn á. Vải nó đã lắm, vải lụa nó mát lắm. Nè con chó màu này đẹp mà mọi người. Ai lấy ghi giùm em nha. Mọi người ơi, chia sẻ lại Dung được không? Rồi Dung còn màu này ghi cho em là con chó màu caro, bò sữa với lại là màu bò này ghi cho em là màu kem đó. Em còn hai màu này thôi, ai lấy thì ghi dùm em nha. Còn ai muốn em mặc set này không, em mặc cho coi set này, em trồng cho mọi người coi luôn này. Cái này dễ trồng lắm, trồng cho mọi người coi trên live luôn nhá. Đó dễ thương không, cái này trồng cho mọi người được luôn. Tại cái set này nó là dạng cánh rơi á, lên rất là cưng luôn. Mưa rồi ta, sắp mưa đúng không? Set mặc có 150.000 thôi. Nè, thấy không mọi người? Rất là dễ thương luôn. Dễ thương lắm.
Xét dung mặt 2 dây có 150.000 thôi. Đó, em chồng cho mọi người nhìn cái form. Dễ thương lắm. Cái set này á, set màu xanh nhìn rất là cưng luôn. Màu xanh min đó mọi người. Xanh min. Ghi cho em là màu. Đó. Cái này ghi cho em là sọc caro xanh min mọi người ơi. Chia sẻ dùm em Dung tí xíu được không? Dung còn nhiều set đẹp lắm. Set 2 dây cho chị Nguyễn Trinh. Màu kem hả? Chị Trinh ơi, lấy màu kem hay là màu gì? Chị lấy màu Dung mặc hả? Lấy màu kem Dung đang mặc hay sao? Còn cái này ghi cho em là caro. Caro Dung còn hai màu là màu xám với lại là màu màu xanh là hết. Xám với xanh là hết cho mọi người. Chị Trinh lấy hai dây màu nu hả? Màu kem hả? Đó, nhưng còn hai set này nữa là hết nha mọi người nha. Cái này là caro mọi người. Ok, màu đang mặc. Set caro cao cấp. Cái này là dạng nó là dạng như cánh rơi á mọi người, dạng như cánh rơi á. Ai lấy thì ghi giùm em là màu nghe. Hát cưng quá à, dễ thương ha. Caro xám cho chị Trinh. Xám với xanh. 150.000. Set em mặc là một set mặc là 160. Set này là 100 set này là 160, set trong 150 nha mọi người. Dễ thương ha. Rồi ai lấy được ghi giùm em. Đẹp lắm. Mấy cái set này về mọi người mặc sướng lắm. Đừng ai bom hàng em nha mọi người ơi, thiệt á. Giờ khách quen bom nhiều quá. Khách quen bom mà riết em muốn tẩu hỏa nhập ma luôn đó mọi người. Tăng xong luôn rồi đó. Đừng có ai bom em trong cái hoàn cảnh nhà em nghèo khó. Ba nhà em nghèo, ba mấy em lại kêu. Rồi ai lấy cái giùm em nha, màu. Em còn set em mà em còn có 2 set thôi. Để qua mẫu cho mấy chị yêu nghe. Qua mẫu siêu phẩm dưới chân của con lùng. Đó, nó đó. Rồi ai lấy cái giùm em, rồi qua siêu phẩm nha. Siêu phẩm này là dành tới cuối like là tại vì nó có ít, được có 5-6 bộ à. Đẹp siêu siêu phẩm của đẹp luôn. Cái này người ta gọi là siêu phẩm á mọi người, chứ không phải là đồ đâu. Nhưng mà em không biết mặc màu gì luôn. Em không biết mặc màu gì luôn mọi người. Đừng ai đụng tới cây livestream. Trời ơi. Đừng đứa nào đụng cây livestream của tớ được không? Ê màu xanh min đi. Cưng quá. Cái xe này cưng ha. Trời má ơi. Nhá phát cho mấy bà sướng người đó nè. Trời ơi cưng không? Hát xét bao cưng luôn á. Trời ơi má ơi quần bí này trời. Cưng quá. Tức tắc. Dễ thương ha. Má cưng. Này gài chị sau đi. Set đang mặc cho Lệ Tina. Còn không? Loan Nguyễn. Rồi hết. Ôi chết mẹ rồi con ơi. Má ơi set này sao nó cưng dữ vậy trời. Má ơi ai mà không được cái set này vào cuối like chắc mai mọi người chắc cắt đầu em bỏ luôn đó mọi người. Nè cái này là thêu nha, hàng Quảng Châu. 2 dây chị Loan Nguyễn có rồi. Má yêu xỉu luôn đó trời. Cái gì xinh quá. Trời ơi. Baby Don quần bí cưng không? Xinh. Xuất sắc. Quá rẻ luôn này. 140.000 ghi cho em. Má ơi cái này là màu vàng. Cái này là màu xanh min. Không bán. Nhung không bán, được không? Không bán, không thèm bán. Bố không thèm bán. Đang mặc cho bạn chi kỷ. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái này là hồng. Hồng, cái quần này nó có lót luôn đó mọi người, xịn lắm. Rồi cái này là hồng giùm em nha. Hồng. Hồng vàng xanh min má ơi. Màu nâu có 140.000 mà nó xịn ơi là xịn. Cái này là thêu hết nha mọi người nhá, thêu hết.
theo hết luôn đó mọi người, không có trừ cái gì hết á. Rồi cái này là màu màu nâu giùm em, quần là quần bí nha mọi người nhá, quần bí mà lót như thế này luôn này, thấy không, xịn không? Xanh Minh đang mặc cái chị Ánh, má chị Ánh mà lấy một bộ là hối hận chắc chắn luôn nè. Cái này là màu đen, nút cao có nút đằng sau gài nhá. Rồi màu đen giùm em, màu đen, màu đen baby doll và quần bí nha mọi người. Trời ơi má nó xinh dễ thương ha. Rồi cái này ghi cho em là màu đen nè, má ơi nó cưng. Cái này ghi cho em là màu nu, má ơi nó cưng hết phần thiên hạ luôn. Màu nu giùm em, quần là quần bí lót hai lớp nha mọi người. Rồi cái này ghi cho em là màu vàng, má vàng cưng quá, vàng giùm em nhá, màu vàng cưng không. Em nói thật với mọi người là nhìn cái những cái mẫu này á, nó cưng mà nó cưng từ cái áo tới cái quần luôn. Màu hồng nha chị Út Lệ. Rồi hết rồi đó, còn mấy bộ à, tại cái này có mấy bộ à, không để em lên đầu like rồi, ai lấy thì ghi giùm em nhá. Quần là quần bí nha mọi người nhá, cho là mặc mọi người không có sợ là ngắn hay là lộ cái gì hết. 140.000 ghi cho em là màu nâu với đen cho chị Trinh. Chị Trinh ơi cọc giùm em được không? Nhiều quá à. Xanh Min cho bà Nhân Trần. Chị Trinh chắc phải hơn 10 bộ rồi đó. Cọc giùm Dung được không? Cọc 500.000 hoặc là 200.000 vào tài khoản em ghi ở dưới kìa. Năn nỉ. Em bây giờ bị bom nhiều quá, sáng về 60 mấy đơn bom kìa. Toàn là đơn nhiều tiền, toàn là một khách. Rồi má con Tống Kiệt kia nó bom em 4 đơn mỹ phẩm luôn. Má ơi, đơn 3, 4 đơn mỹ phẩm luôn đó mọi người. Hơn 2 triệu bạc của em. Chắc em tức ói máu em chết ạ. À. Rồi ai lấy cái giùm em nha, em nhảy từ trên lầu xuống cho mọi người kiếm em bây giờ đó. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Trời ơi sao mà nhiều người ta bom kinh khủng khiếp thiệt. Rồi cái này ghi cho em là màu đen nha mọi người nhá, màu đen. Ủa đâu có mưa đâu đúng không? Chồng ơi sao không vô đây mà nằm chồng? Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, màu. Cái này ghi cho em là màu đen. Ủa sao tự nhiên khách tọt cái còn 20 người coi trời. Rồi ai lấy ghi giùm em là màu. À còn bí đẹp ha, màu giúp em nha. Bộ này 40kg không nàng ơi. Nó là áo baby doll, quần là quần bo, yên tâm nha. Quần bo, cọc cho em kích hạt Việt Nam Mobile 100 đi chị yêu. Thật sự là cọc để cho lấy lòng tin cho em sợ lắm. Không phải là em nói mọi người bom hàng, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng mà em bị khách quen bom 3, 4 đơn một lần, 4 người luôn á, chứ không phải là một người đâu. Nhưng mọi người thương Dung nha, chứ không phải là Dung keo kiệt với mọi người đâu. Khách thì có nhiều khách, chứ không phải là cứ đùa vào một khách nói người ta bom hàng nhưng mà bị bom nhiều quá, sợ. Màu hồng còn này chị Ánh, còn có cái màu hồng. Màu hồng giùm em. Màu nu, cái này cưng lắm mọi người. Thiệt sự á, đừng có bỏ qua. Em thay mọi người coi cái màu vàng. Em bị bom nhiều đây mới sợ á, chứ không phải là em khó chịu với mọi người đâu. Ai cũng như những cái chị mà khách quen và mua lâu năm thì em cũng có nói. Chết mẹ rồi. Nhi đứng dậy lên lại giấy chị cái ấy đi Nhi. Cái cài trong thêm hồng cho chị Ánh. Chứ không phải là ai mà cũng dễ thương như những cái mấy chị thì em không có nói ta, nhiều người ta ác lắm. Ủa cái cài gì vứt đâu ta? Ê ở bên góc bên đó. Thấy không? Trời ơi không thấy hả? Cái cài vứt đâu trời? Ta vừa cài xong luôn đó trời. Sao mà chuyện phi lý cuộc đời vậy được. Rảnh ghê luôn. Rồi màu giúp em nha. Cái này là em là màu vàng. 140 màu vàng. Cưng quá ha. Cái quần bí cưng lắm mọi người nè. Dễ thương ha. Cái này nó dễ thương dữ vậy trời.
ống tay, cái này là theo hết nhưng phải in đâu, bởi vậy hàng em nói là thiệt á. Set 2 dây hồi nãy là 150 nha chị. Đây, cái này là màu nu là dễ mặc nhất, màu nu, màu xanh minh, màu xanh minh, màu xanh minh. Rồi cái này là màu vàng. Đấy, dây hai thần kia nó chập nhau mẻ nè. Đây cho chị cái set thuần mới gấp đó. Ừ, set này nè, set này em có đúng duy nhất hai set, không có loại ra set thứ ba luôn. Đây, màu siêu đẹp nè, hàng limited nha mọi người nhá, siêu mắc luôn á. Mà em bán có mọi người có 199.000 set này. Em còn đúng hai set đen với lại là nâu. Đưa chị màu đen đây. Đó. Đen với nâu dùm em còn được hai set thôi. Này, set này là set phối rất là đẹp luôn, cưng lắm. Chị Út Ni hỏi set nào á, nè, cái set này là hàng xịn cao cấp nha mọi người. Em còn đúng một nâu một đen thôi là hết sạch. Nãy em mặc màu nâu á, trời má ơi nó cưng. Hàng rất là xịn nha mọi người nhá. Màu nâu với lại là màu đen. Ai lấy set 199 ghi dùm em là set 199 nâu với đen. Form siêu đẹp luôn. Nó cái set này này em mặc lên nhìn nó bao cưng luôn đó mọi người. Đó. Nâu với lại là đen còn đúng hai set, quần có túi nha, form này form rộng. Này, hàng này là hàng tao bao á, nên mọi người yên tâm là đúng chuẩn hàng loại 1, không có hàng loại 2 nha mấy chị nha. Không có bán hàng loại 2. Rồi ai lấy thì ghi dùm em là nâu với đen. Đưa lại chết dập đi dùm chị đi. Dập ly. Mình còn xét gì đâu mà không biết gì. Đang mặc màu hồng chị Loan Nguyễn. Ừ. Tối ít mẫu, có 3 4 mẫu. Mà tối làm xét thì sao hàng xịn không? Ừ. Xét dập ly. Xét dập ly còn màu gì để chị nhìn để chị đi mặc. Xanh coban đi. Rồi xét này mặc ai lấy nữa không? Cái mặc đẹp ha. Tự tin luôn đó mọi người, những cái form quần này đỉnh không? Cái phong quần rất là đỉnh luôn. Bí á mọi người, nên nó phồng ra nhìn nó cưng. Trên thì baby doll xuống, còn ở dưới là dạng bí, xinh lắm. Ai lấy thì ghi dùm em là màu nhá. Dễ thương quá. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Trời ơi, em không muốn, em không nỡ cười cái set này ra luôn mọi người, tại nhìn nó cưng á, nhìn nó dễ thương, bao đẹp luôn. Rồi set dập ly, em dơ thôi mọi người, tại cũng còn được có mấy set là sợ đi thay ra không còn luôn á. Mỗi mẫu được có set duy nhất à. Được màu xanh này hai set nè. Đẹp không? Set dập ly mọi người thấy ở trên mạng người ta đang bán hot ơi là hot đó. Này bà chị bán bao nhiêu ta? 170 hả? 130. Á ôi, xe mọi người còn có 130 đó, hôm bữa 195 lận đó. Xe mọi người 130 nhá. Cái này á là hàng xịn loại 1 cho nên là nó có lót cho mấy chị, cái quần nó có lót và cái áo nó cũng có lót cho mấy chị luôn. Hàng hàng xịn không á. Màu xanh coban. Rồi cái này là xanh min. Cái này là set dập đi đang hot đó mọi người. Cái này là xanh min. Xanh min nha mọi người. Đó, siêu cưng không? Xanh min giùm em nhá. Xanh min. Á à, cái quần xinh không? Form quần siêu đỉnh, màu xanh min. Màu cam. Màu cam nha mọi người. Màu cam. Nó đẹp quá mọi người ạ. Màu cam nha cả nhà nhá. Màu cam. Cái này dung xe có 130. Xe xuống mọi người còn có 130 thôi đó. Rẻ không? Dập ly nha. Ghi cho em là má ơi cung. Mọi người những cái tay này. Cái này là màu màu vàng này em có mặc cho mọi người đó. Xinh không? Má ơi form cái quần. Mọi người những cái form quần lên này. Đỉnh không mọi người? Rồi cái này là màu màu vàng và màu hồng ruốc và màu đen. Có 130 sale cho mọi người rồi đó. Tại hàng này hàng xịn. Rồi ai lấy được ghi dùm em là màu nha mọi người nhá. Màu xinh không? Cái quần form siêu đẹp. Rồi và màu đen. Ai lấy thì ghi dùm em là màu. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ nha mọi người nhá. Cưng quá à. Xuất sắc luôn á. Màu còn coi không, chấm dùng dung chấm đi mọi người. Rồi má ơi xanh chuối này trời, xanh bơ mới đúng chứ mọi người ạ. Này thấy lót của nó ở trong không, xịn không? Ba xịn cho mấy bác luôn. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Cái này là xanh bơ, bơ bơ bơ. Ai lấy bơ thì ghi dùm em là bơ. Rẻ lắm, có 130.000 một bộ mà hàng xịn loại 1 luôn đó mọi người, thấy không? Bán cho mọi người hàng loại 1 mà sale có 130.
Ai lấy nữa không mọi người ơi? Đẹp mà. Cái này đẹp mà sang nữa. Cái này cực kỳ sang luôn. Để em mặc rồi em không có mặc nữa. Đuối rồi, nãy giờ thay gần cả 100 bộ đồ luôn mọi người. Chạy ra chạy xuống xỉu luôn á. Ai lấy cái giùm em là màu nghe. Màu. Màu giùm em nha mọi người ơi. Comment giúp em là màu. Có ai muốn coi cái gì nữa không? Hoặc là coi lại bộ nào thì nói em cho coi. Áo Zara đâu rồi ta? Áo Zara còn có 2-3 cái à. Like cho mọi người luôn. Cái áo Zara, áo ba lỗ Zara còn mấy cái à. Cái khi nãy có cái áo sơ mi đó. Ừ đây chị đáo một cái áo sơ mi đó. Đó, cái tay em đó. Áo sơ mi em còn có một cái là 190.000. Sơ mi cao cấp á mọi người. Sơ mi mà sơ mi baby doll á. Kitty lên cho dùng cái số điện thoại để chị nha. Này, sơ mi baby doll hàng cao cấp 190. Cái này giờ ai cũng đang bán 260 hết đó mọi người. Xe mọi người 190 luôn. Hôm bữa chúng bán 215.000. Giờ xe mọi người 190 luôn. Có hai áo duy nhất à. Áo baby doll đó mọi người. Cái này là áo hoa hàng mắc nha. Có phải vải rẻ đó mọi người. Chị Kitty đem cho em số điện thoại địa chỉ. Bộ dập đi đó luôn, xe cho mọi người có 130.000 nè. Đây, ai lấy áo này ghi dùm em áo baby doll. Sơ mi baby doll đó mọi người. Ok chị Trinh nhá nè. Cái áo Zara lúc nãy á, em còn đúng 3 cái duy nhất. Zara loại 1 65kg vừa chị ơi. Cái bộ dập đi đó 65kg vừa. 4 màu là vàng, vàng, bơ, cam, hồng. Hồng gì vậy chị Kitty ơi? Chị Kitty nhớ cọc dùm em cái đi. Tại khách mới mà mua gần như đủ màu luôn rồi. Đừng có bom hàng dùm em nha. Rồi, những người nào mua đủ màu rồi toàn là em gọi không được không luôn á. Hồng gì chị ơi? À chị nãy chị chưa có hồng thôi đúng không? Xanh bơi chị Loan Nguyễn. Chị Loan Nguyễn là chị Minh Trang Nguyễn đúng không? Cái đầu óc em nhớ kinh không? Rồi áo Zara hàng loại 1, ba lỗ cao cấp á mọi người. Em còn nhưng mình có hai, mình còn hai là hàng xịn chưa lên nữa. Cái đầm. Ba ở về ba bốn loại. Ờ đó. Chưa lên để dành tối lên. Còn set hồng, set xanh lúc nãy không chị? Má ơi. Set hồng, set xanh lúc nãy là set gì má? Cái set Dung đang mặc á hả? Má tao nói người ta đau ruột luôn mày. Giờ nói cái này nó đau ruột. Nè, Zara hàng cao cấp á. Này bao nhiêu ta? 99.000 hả? Còn đúng 3 cái luôn. Màu kem, màu xanh mint với màu xanh lá. Set hồng là set nào Ngân? Set chị đang mặc á hả? Không bán quần. Dạ không. À legging, em có legging đùi mà em hết mất tiêu rồi. Còn cái màu hồng thì chả biết chị vứt đâu luôn á. Sọc xanh á chị. Ê chị bán cái gì mà sọc xanh? Còn set hồng, set xanh, set ngố hả em? Set ngố hả? Set ngố sọc á hả Ngân? Em còn một cái quần Zara hàng loại 1 luôn. Zara mọi người. Cái này hàng mắc nha mọi người, những cái đai quần 99.000 có cái à, để mặc trong cái áo á mọi người. Đưa đây chị vô cái thôi. Này phải set này không? Ba lỗ kem với xanh cho bà Chi Trịnh. Hết rồi hả? Xanh nào vậy bà Trịnh ơi? Đúng không Ngân ơi? Đúng thì ok giùm chị nha. Đùi á hả? Đùi làm gì? Có phải sọc ta? Đùi làm gì phải sọc? Đùi mà đùi 140 hả em? Cọc vào số tài khoản hoặc cọc cạc cũng được chị Ti ơi. Tại chị Ti mua nhiều á. Lấy màu nào vậy chị Trịnh? Lấy bà màu xanh chuối đi cho nó đẹp. Xanh chuối nó sáng da. 160. Ui 160 là cái gì ta? 140 chứ. 160 chị bán set sọc nè. Đồ ngủ á hả? Không, màu hồng. Sọc hồng với sọc xanh mà. Ba lỗ 99.000 mấy nàng ơi. Hồng này
màu giúp em nha mọi người ơi. Để chị hỏi lại. Ba lỗ xanh lá cho hồ ly rồi hết. Rồi còn hai cái xanh min với lại màu da, màu kem nữa là hết. Cái này hàng Zara nha mấy chị. Zara 99.000 nha nàng yêu ơi. Còn một cái kem, một cái xanh min nữa là hết luôn á. Cái này Zara hàng loại 1 nha, hàng của Zara xịn á, này, thấy không? Trời má ơi, so sánh với Zara 35.000 chắc tèn 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 ở trên live, xỉu ngay trên live, không cần nói câu thứ hai luôn á. Đó mọi người nhìn thấy cái quần em mua 980.000 của Tom Shop chưa? Em mua hai cái quần. Mà nhìn á thì mọi người nhìn qua là mọi người giống cái quần hàng rẻ. Nhìn vô trên live thì ai cũng tưởng hết, nhưng mà cầm cái chất ở ngoài mọi người cảm nhận được là cái chất của nó rất là xịn luôn. Vậy vậy đừng có lầm tưởng. Em bán hàng cao cấp thì em nói hàng cao cấp, hàng rẻ em nói hàng rẻ. Má đau ruột quá mọi người ơi. Má nhìn hàng Zara mọi người nhìn này, nhìn cái mạc của nó này. Cọc cho em cái cạc Việt Nam Mobile 50 hoặc 100 gì cũng được nha. 50, 100 gì cũng được chị Ti ơi. Ờ, Việt Nam Mobile nha chị. Khách mới cọc cổ dung đi rồi mai mốt với chị mua quen, nhưng không có bắt cọc đâu. Tại khách mới mà chốt 4-5 bộ á chị. Thông cảm dùm dung nha. Trước lạ sau quen, sau thành khách VIP luôn. Rồi ai lấy cái dùm em nha. Tại khách nhà em á nhiều chị toàn vô mua đủ màu xong thành khách VIP luôn á. Rồi ai lấy cái dùm em màu. Chị lấy quần Zara á. Chị lấy quần Zara rồi hết luôn. Một cái lọc của cái quấn của Zara này. Sao tao nói một cái là tao nhói cái bụng vậy trời. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Zara 99.000 chị yêu ơi, quần Zara 99.000 á. Cái quần Zara đó xịt lắm. Bởi em bán 140.000 một cái mà giờ sale đó. Rồi set. Bà đó, bà kia bán nó set gì ta? Set gì nhờ? Ơ đưa cho chị đầm body chứ. Set chị không hình dung ra em nói là set gì luôn đó Ngân. Set 16 này giờ chị đâu có set. Set này á hả? Set này á hả? Set 160 là set ngủ đúng không? Nãy giờ có set này 160 đúng không ta? Có set này 160 thôi à Ngân ơi. Còn có hai set à. Màu xám với lại là màu sọc xanh hết rồi. Chia sẻ dùng dung cái nha, rồi lên đầm body cho chị cái màu ấy đi. Ok bà Ngân. Em lên hàng Mai Phương Bùi nhá. Chuẩn Mai Phương Bùi loại 1 đây. Body shop cao cấp. Hàng này hàng siêu cấp của mọi người chị đó. Rồi em bộ xanh đùi á hả? Là sao? Em chốt bộ xanh đùi á hả hay là sao? Comment gì chị không có hiểu luôn á. Cho em xem nhẹ cái nha. Đây đúng không? Cái này đúng không? Đúng thì ok dùng dung nha. Nè cái này là hàng Mai Phương Bùi đó mọi người. Chuẩn 100% Mai Phương Bùi bán 420 á. Ai lấy thì ghi dùm em. Em lấy cái này đúng không? Hay là em hỏi cái nào? Tại cái này có cái má mạng giật giật luôn. Cái này chỉ like có cái duy nhất. Cái này là mẫu này là 160.000 thôi. Thấy cái cây live stream ra đây hay chấn cái giường quá. Rồi body Mai Phương Bùi cao cấp. Cái này hàng xịn luôn mọi người. Làm cái túi này nó mới hợp. Đúng cái bộ đó thì ok. Không phải bộ nào nữa, diễn tả chị lấy cho coi. Tại chị không có hình dung ra được. Rồi body Mai Phương Bùi cao cấp giùm em. Xinh không? Cái này là vải xốp nha mọi người nhá. Nhìn thấy cái vải không? Đó. Rồi mà 220.000 giùm em nhá. Màu giúp em. Rồi cái này ghi cho em là màu cam, thấy ở trong không mọi người? Hàng này hàng loại 1 nha mọi người nhá.
màu kem. Nó cứ bị giật mưa mạng trên dưới đó lên đây. Không có ấy. Rồi cái này là màu đen giùm em 220.000. Ghi giùm em là đầm body cao cấp 220. Cái này là màu đen giùm em nhé. Má cái body lên đẹp ghê. Màu nha mọi người nhá. Cái này ghi giùm em là màu, mọi người có coi được không? Mạng nó bị kết nối hoài luôn á. Có coi được không mọi người? Coi được thì ok giùm em cái nha. Coi được thì hú em tiếng. Rồi comment giúp em là màu. Ghi cho em là màu nha mọi người. Comment giúp em là màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ. Body kèm màu giùm em. Body này là hàng loại 1 luôn á, không phải hàng loại 2 đâu nha. Comment giúp em là màu nha. Đưa chị cái set dập ly đây chân em đi. Coi được không mọi người ơi? À, hú dùng tiếng coi. Sao bị đứng comment này ta? Có coi được không? Hú dùng tiếng. À, set này đẹp. À, bonbon Nhật Minh đủ màu. Chốt địa chỉ mới. Không coi được chị ơi. Chết mẹ rồi. Xong con luôn. Nhật Minh đủ màu. Chị Ánh còn coi ở đây không ta? Không, tối lên cho chị Ánh lấy cái set này. Má set này đẹp lắm, sợ lên giờ chị Ánh không có ở đây, người ta lấy hết mất. Cái set này nó đẹp lắm luôn mà. Gài dùm chị đi mấy đứa ơi, trong tay chị không gài được. Chị Ánh còn ở đây không? Em lên cho cái set siêu phẩm này nè. 199. Đây chị Ánh còn coi ở đây thì để Dung lên set này chị Ánh, tại chở cái set này á tối không còn đâu. Mở màu dùm chị đi. Cái set này là không còn đâu mấy chị. Tại còn khách nào nữa lấy màu này. Áo ơi nó đẹp. Đầm mặc có size phi size ấy chị. Há ơi mọi người, những cái vải này đỉnh không? Trời ơi. Dễ thương quá. Xuất sắc luôn. Há cái vải đẹp ha. Này. Nó là vải bằng nhung dập ly. Xịn lắm. Dễ thương ghê. Cái này có túi nha mấy chị nha. Cái này là có túi luôn. Cưng quá. Màu giúp em. Rồi màu nha mọi người nhá. Ai lấy màu thì ghi giùm em là màu. Màu hồng. Má ơi cái vải này. Màu hồng 199.000. Thôi má ơi cái quần. Cái quần tùng xòe rất là đẹp luôn. Màu hồng giùm em. Màu đen có 199.000. Vải hàng loại 1 luôn nhá. Màu đen. Màu em mặc là màu nâu nha mấy chị. Cái này bằng nhung dập. Rồi màu xanh bơ. Màu giúp em nha mọi người ơi, gài giùm chị cái. Màu xanh bơ giùm em. Comment giúp em là màu này. Mọi người thấy cái túi nó may không? Túi hàng xịt, túi nó may rất là đẹp. Hồng của chị Ánh cái này đẹp lắm, thật sự luôn ấy. 199 cầm cái set này trên tay thật mọi người chắc xỉu ngang luôn á. Quá rẻ luôn. Quá rẻ, không phải là rẻ đâu mọi người. Thật sự đấy, quá rẻ luôn. Mẫu này, form này, xịn sò như thế này mà có 199.000 nè mọi người thấy không? Nó là bằng nhung á. Nhung dập chứ không phải là hàng vải thun dập ly bình thường nha mọi người, cái này là nhung. Nó màu xanh bơ, xanh cốm á mọi người. Cái này ghi giùm em là màu nhá, 199.000. Quá bèo. Đây. Nó xanh bơ sang không? Ai lấy xanh bơ ghi giùm em là xanh bơ. Màu đen, màu hồng. Với lại là màu em mặc là màu nâu. Comment giúp em là màu nha mọi người nhé. Đây là màu đen. Màu đen giùm em cưng không?
Rồi chắc xỉu ngang, xỉu dọc té ngửa luôn. Đẹp lắm. Còn ai coi không mọi người? Không em mọp tối em like nha, 6 giờ em like nha mọi người. Còn ai coi nữa không? Không coi nữa dùng ọp, tối dùng like. Tại còn nhiều mẫu lắm, lên cũng không lên hết được một lần. Cái đó cột xong rồi bỏ vào bên này đi em ơi, đừng có tách trên giường em. Má buồn tối nằm chết luôn á. 21 like chắc phải trải cái gì ở trên không chết. Rồi ai lấy cái dùm em nha, màu. Tí nữa 6 giờ em like mọi người. Em like buổi chiều tới đêm luôn. Xong rồi mai đi hàng nhá, mai Dung không có like nữa. Mai là Dung off, mai nhân viên chốt đơn cho mọi người. Gọi điện chốt đơn cho mọi người, Dung không có like. Lấy màu hồng. Chốt rồi chị Ánh, sao chị Ánh không lấy thêm một màu, đẹp lắm. Cưng lắm luôn á, cực kỳ cưng luôn. Hồng đang mặc cho chị Thúy Kiều 199.000 đồng hết hồng luôn. Hồng đâu ta? Bơ với đen cho bà Nguyễn Trinh. Bơ với đen. Hết bơ hết đen luôn. Má hồi gì nhanh vậy? Rồi em còn một bộ màu này, thêm màu nâu chị Ánh rồi hết luôn. Hết luôn hả? Rồi hết luôn rồi. Má hồi còn bộ nào luôn. Còn một bộ rút dây chơi luôn đi rồi nghỉ dịch luôn. Còn một bộ này nữa rồi em ọc. Bộ vải như vậy luôn, má ơi vải. Nhưng mà nó lại rút kiểu khác, có tay nha mọi người nhé. Qua mở. Còn một cái màu nâu. Thêm một còn một set màu nâu mấy chị. Ra set này. Sao? Eo ơi, cái đơn mỹ phẩm em đi mất tiêu rồi. Thì đơn này em free ship cho chị nhá. Chị mà muốn dồn đơn thì để em chị có muốn ấy thì em để em gộp đơn mỹ phẩm để em sửa đơn không đồng với chị luôn cũng được. Em phi ship cho chị nè. Má ơi, rút một bên cho mấy chị nha. Rút một bên. Má vải nó đẹp. Má set này đẹp quá. Màu đen mấy chị nhìn được cái đường vải không ta? Nhìn được không mọi người? Má đẹp quá. Ừ. 9. Rồi cái này mấy? Rồi hai màu dùm em nha mọi người nhá. Hai màu thì cũng không đủ số lượng, nếu mà cái kia đủ thì cái này lại thiếu. Cái này bà ghi 9 rồi. Bà ghi 9 bộ rồi. Rồi cái này ghi dùm em nhá, hai màu dùm em. Má cái này đẹp. Vậy là cứ thì cô ấy qua đổi lại thì cũng sai thôi, không khác gì đâu. Cái này là phi size 50 60 kg thoải mái, 65 kg thoải mái, 70 kg thoải mái luôn. Cái này là rút một bên eo nha mọi người nhá. Mặc như thế này mọi người rút bên eo. Cái này mặc lên rất là sang luôn, cực kỳ sang. Cũng hai màu giùm em, nó là một loại vải á. Hai màu nha mọi người nhá. Vậy còn màu gì em? Xe đó còn màu gì? Set ba lỗ này em còn đen với nâu nhá. Đây, đó. Cái này ghi cho em là mã set rút. Đen với nâu luôn, set rút. Cái này sang lắm. Mấy bà mặc cái set này lên nó thiệt bao nhiêu cái sang nó tấp vô đi người luôn đó mọi người. Thật sự là quá sang cái set này. Sang lắm luôn đó mọi người ạ. Cái này bao nhiêu ký cũng vô được nàng ơi. Mình phi size nhìn Dung nhá. Bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Chị lấy đầm trắng 65 ký. Chị cho em số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Dễ thương quá. Ghi cho em là màu nhá. Cũng là xanh với cũng là đen với nâu luôn mà. Nhưng mà là cái này là rút dây nha mọi người. Rút dây nhá. Rút dây hộ em Dung nha. Màu dùm em. À vải nó đã lắm mọi người ơi. Vải của hàng Zara luôn. Nó chuẩn hàng Zara luôn. Cái sát nách em còn này. Đưa chị lại sát nách đi em. Cho chị coi set nâu. Đây chị. Rút nâu cho chị Trinh.
chị Tiên nhớ cọc cho Dung nha, tí nữa xuống like chị cọc hộ Dung 200 Việt Nam Mobile đi chị yêu, cọc hộ Dung nhá. Cái này Dung xe cho mọi người trên like còn 199.000, tiền nào của đó nha, nhìn cái vải Dung Dung này. Đừng có lộn với hàng nhái lên tổ Dung á. Hàng này người ta bán 400 mấy một bộ á mọi người. Rồi ai lấy cái dùm em rút dây màu nâu với lại là màu đen. Còn áo ba lỗ, còn set ba lỗ còn không ấy. Máy in lỗi rồi, bị gì rồi ta? Có ai đụng dây đâu không? Không in được luôn á. Tự dung nó mất lại sữa đi em, nó hết xanh rồi. Rồi cái này ghi dùm em nhá, màu giúp em. Bộ em mặc đúng không? Rút dây nâu chị Thế Vinh cho Dung số điện thoại để chị rút dây màu nâu với lại. Chán mạng ghê, mạng nó bị ngóng ngáo không à. Được rồi đúng không? Mất ngáo. Ê ạ. Còn thơ cứu còn đó. Chị Thế Vinh cho em số này, chị em còn đúng một bộ nâu, một bộ đen, bộ rút đó mọi người, còn hai bộ à. Chị Loan Nguyễn là lấy cái đầm lúc nãy em ơi, lấy cái đầm màu trắng á, body màu trắng. 65 ký thoải mái chị. Chị Thế Vinh cho em số điện thoại để chị một dòng đi. Cho em số điện thoại để chị một dòng đi người đẹp. Cho em dễ chốt nha. Rút dây màu nâu 199.000 à. Thiệt á mọi người mua đồ này chắc mọi người nhớ tới em hoài luôn đó. Thiệt. Đồ cao cấp, siêu cấp mà hàng giá siêu rẻ. Rồi cả nhà mình ơi, ai lấy màu nào nữa thì chốt cho em số điện thoại địa chỉ nha. Cái dây này về mà dài quá thì mọi người cắt tí xíu. Tại em rút nhanh cho mọi người á. Xịn ha. Bao nhiêu ký cũng vô được hết đó mấy chị. Không quá lo là Dung ơi bao nhiêu ký mới vô được. Set nâu cho chị Thế Vinh, rút nâu. Dễ thương. Ba lỗ em còn hai màu, đưa chị lại cái ba lỗ đi luôn. Không, set như giống chị mặc mà ba lỗ. Set ba lỗ Dung còn hai set. Màu nâu ba lỗ á mọi người, y chang như vậy mà màu nâu với lại là màu đen. Cái này là ba lỗ Dung nha mọi người nhé, ba lỗ nâu với đen hết rồi. Không, chị Loan Nguyễn đuôi 992 chứ không phải là chị đâu. Loan Nguyễn khách mới kìa. Loan Nguyễn khách mới. Vậy là chị Loan Nguyễn đuôi 761 đâu, đuôi 992 cơ. Lấy body màu trắng. Rồi comment giúp em nha. Ba lỗ em còn đúng 2 set, nãy em bảo hết nhưng mà còn 2 set lọt ra này. Đó, ai lấy thì ghi giùm em màu nha. Loan Nguyễn khách mới mà chị. Không phải khách cũ đâu. Không phải chị đâu, khách mới vừa mới vô đó. Đầm bao nhiêu, có màu gì? Cái đầm body á hả? Sao người ta? Đầm body là 220.000. Có màu này chị, màu đen, màu trắng. Nhưng mà chị á, chị đừng lấy màu trắng. Tại vì chị số ký cao, chị lấy màu đen. Hoặc là chị lấy màu này nè. Đó, mặc sẽ nhìn ốm người hơn, mặc màu trắng nó mập á. Chị lấy hai màu này đi. Đừng lấy màu trắng, tại vì màu trắng người ốm ốm mặc sẽ đẹp. Còn màu trắng mà chị bự ký quá chị mặc sẽ không có đẹp được. Đó, cho nên chị lấy cái màu này nhá. Màu đen đi. Đó là Dung khuyên thật đó. Dung bán hàng cũng có tâm lắm đó mọi người. Chứ không phải là tại thấy chị số ký cao mà chị mặc màu trắng sợ nó ú ra. Nè, màu trắng thì ai ốm ốm mặc sẽ đẹp, còn màu xanh bơ nữa mà ta. Đưa chị cái đầm màu xanh bơ đi em. Đây, màu xanh bơ này. Chị đổi lại màu đen đi, màu đen với màu xanh bơ hoặc là màu nâu á. Ba cái màu đó màu nào cũng đẹp nè. Đừng lấy màu trắng, tại vì 6 mấy ký mặc màu trắng nó ấy lắm. Nó bự con lắm. Tại vì cái này thì bao nhiêu ký nó cũng vô được. Nhưng mà mình lấy cái màu nó nhìn nó tối người á, đổi lại màu đen đi chị. Đầm này thì đầm hàng cao cấp, em không có nói nữa rồi, tại hàng siêu xịn luôn.
mà để mấy chị trên like còn có 220.000 thôi. Đó, ai lấy cái gì nữa thì chốt. Đổi lại màu đen đi, mặc cho nó ốm người. Người thì nằm trên bàn, người thì ngồi ngoài lan can nhìn về nơi xa xăm gì trời. Rồi ai lấy được ghi giùm em màu nhá. Chị Loan đâu rồi? Đổi lại màu giùm em đi, chứ mặc màu trắng là không có ấy đâu, hơi mập á. Đấy là khuyên, người bán hàng khuyên chân thành. Còn ba lỗ, ê em còn hai cái đầm beo này, sale cho mấy chị 99.000 luôn đi. Hai cái đầm beo, beo đậm với beo nhạt, beo lụa cao cấp á, 140 á, xem mọi người 99 luôn. Ai lấy giùm em, chị Đào mà vô là chị Đào sẽ lấy mấy cái này liền. Cái set này đẹp, chị Đào chắc đi nấu cơm rửa bát rồi. Chị Đào chắc đi nấu cơm rửa bát, đổi đen đi. Ừ, bỏ cái trắng ra đi em. Cái trắng này của bà đã bấm chưa, chắc chưa bấm á. Đổi cho bà lại cái đen đi. Bà mặc chứ mặc sáu mấy ký mặc màu trắng nhìn nó ấy đó. Nè, đẹp ha, cái ba lỗ này đẹp quá. Ai lấy đầm beo không? Còn hai cái đầm beo lụa hàng cao cấp á, sale 99.000 luôn. Ai lấy beo thì ghi dùng dung là beo nhá. Đầm beo này phi size, lụa cao cấp, sale 99. Ai lấy beo lụa thì ghi dùng em là beo lụa nha mấy bác ơi. Lụa nghe. Ai lấy lụa ghi dùng em là lụa. Đẹp quá mọi người. Em còn một cái áo gấu cuối cùng duy nhất. Ai lấy áo gấu không mọi người ơi? Trời ơi, chị mới vào nè, chắc tức á. Chị, trời ơi, cái set này đẹp lắm luôn đó, mà còn đúng 2 set à. Nè, 16 set mà còn đúng 2 set duy nhất. Đẹp lắm luôn đó chị Đào, có 199.000 à. Nè, vải đã không? Nè, còn được một màu nâu với lại màu đen. Ủa, màu đen nó rồi đấy, đẹp. Còn đâu ta? Đen với nâu. Má ơi, em thấy chị không vô, em cứ nhắc hoài luôn á. Beo lụa 99.000 em ơi. Má, tại vì có hai cái set này nó đẹp. Xinh lắm, sắc nách. Form dạng như là baby doll đó chị. Cưng ha. Rồi ai lấy cái giùm em nhá, màu. Màu giùm em. Màu đen với lại là màu nâu. Tại vì form nó đỉnh lắm. Beo lụa lấy màu gì em ơi? Có màu đậm với màu nhạt. Đậm. Đậm là cái này, mà nhạt là cái này. Lấy hai màu luôn đi, rồi có 100.000 nè. Đó là sale xuống lỗ luôn đó. Set lụa nu. Lụa nu là cái nào mấy đứa? Set này hả? Set này màu nu hả? Còn hết luôn. Cái này không phải lụa, dập ly á chị yêu ơi. Dập ly. Màu nhạt cho Trần Hường beo. Em xuống bỏ đi em không, tí này chị không biết mẫu nào là mẫu nào luôn á. Chị biết cho em cái màu nào ta? Màu nu. Màu nhạt là của Trần Hường là cái em đang gấp á. Rồi cái này ghi dùm em nha, em còn một màu đen. Má, cái set này nó đẹp. Em phải chơi đi chơi lại đấy, nó đẹp quá. Em còn một cái áo màu này, ai lấy ghi dùm em. Áo gấu siêu cấp. Cái hàng này là hàng siêu cấp của Zara. Áo gấu siêu cấp 100 mấy mấy đứa? 180 hả? Ừ. 180. Áo gấu siêu cấp. Set đen cho chị Đào luôn rồi hết luôn. Tạm biệt luôn. Cái đó là 100. Rồi em còn một cái áo gấu siêu cấp duy nhất. Không có cái thứ hai luôn. Ai lấy áo gấu siêu cấp thì ghi dùm em là áo gấu siêu cấp của Zara. Tối nay nhiều đồ đẹp lắm nha mọi người nha. Tối nay bỏ qua là thiệt á, về ngủ không yên luôn á. Rồi ai lấy cái giùm em áo gấu da đào còn có cái. Tại còn một cái thì em để mặc mất tiêu rồi. Còn có cái rồi đó. Cái này của em rồi, còn cái ở dưới đó mấy chị đó. Còn có cái duy nhất. Rồi set ba lỗ. Set ba lỗ 199.000. Ba lỗ màu màu xanh. Màu kem chứ. Màu đen 199.000. Màu đen.
màu đen nha mọi người. Rồi cái này ghi cho em quần đâu ta, đưa chị quần. À, cái set mà chị đào chốt đó, cái set ba lỗ đẹp lắm luôn chị đào. Rồi cái này ghi cho em là màu màu xanh min set ba lỗ. Em off tầm 6 giờ 6 rưỡi em like nha mọi người nhé. Rồi cái này ghi cho em là màu màu xám. Rồi hết rồi đó mọi người. Rồi cái này là màu màu vàng. Set ba lỗ cao cấp đó mọi người. Màu vàng. Cưng lắm. À, cái quần xịn không? Đây chỉ màu cam. Ê, em còn đưa chị cái áo jean. Trời ơi, áo jean nè mọi người. Còn cái áo jean cuối cùng. Áo jean cao cấp 190. Còn cái à? Má ơi. Còn cái áo jean, ai lấy áo jean thì chốt lẹ nha. Áo jean cao cấp, siêu cấp. Áo jean của Hot Girl luôn á. 190.000. Ghi cho em là áo jean ở đằng sau là những dạ quang nha mấy chị nha. Áo jean cao cấp 190. Còn hai cái chứ. Còn hai cái. Ai lấy áo jean thì ghi dùm em là áo jean nha mọi người nha. Tí là đưa nó mấy cái kia vô đây chất luôn. Áo jean cao cấp dùm em. Ai lấy áo jean ghi dùm em. Sẽ ra còn một cái màu cam. Rồi ọp nha mấy chị ơi. Đứng 5 phút không ai nói gì. Ọp ạ. Tối like nha. Tối nhiều siêu phẩm thể thao lắm. Tối nhiều đẹp, đồ đẹp lắm. Rồi ai lấy ghi dùm em màu. À, bỏ đó cho chị. Tối like nha mọi người. 6 giờ 6 rưỡi gì đó.